Cuộc đời Thánh Anton Padua. 1. Hành trình phiêu lưu của đức tin. Đời sống của Thánh Anton Padua là hành trình phiêu lưu của đức tin. Vào thời Trung Cổ, có hai loại chuyện kể được xác định rõ, loại cử chỉ và loại phiêu lưu. Loại cử chỉ là chuyện kể dựa trên một câu chuyện đã qua như bài hát của Roland, phiêu lưu theo từ nguyên học là thì tương lai, còn cử chỉ là ở thì quá khứ. Một câu chuyện bắt đầu, còn phiêu lưu là một câu chuyện đang đi. Thánh Anton Padua vừa là học giả uyên bác, vừa là người làm phép lạ thần thông, người an ủi tận tâm, người tu sĩ gan dạ, người chiêm nghiệm dạn dày. Câu chuyện luôn chuyển động. Câu chuyện đang bắt đầu vì thần khí chăm sóc và hướng dẫn Thánh Anton không ngơi nghỉ qua các nẻo đường từ Lisbon đến Padua, từ Bologna đến Limoges qua Braive-l'Argelat, luôn được cảm hứng trên đường đi tìm Chúa Giêsu, con người và Thiên Chúa. Năm 1220, thầy Anton vào dòng Francisco do Thánh Francisco Assisi thành lập. Theo luật dòng, các sư huynh biết làm việc sẽ làm việc và hành nghề mà họ đã học, nhưng vẫn là người nhỏ nhất và tuân phục tất cả mọi người. Thần học gia được đào tạo ở dòng Thánh Augustino. Anton có ơn làm việc và được Thánh Francisco Assisi khuyến khích trong một bức thư nổi tiếng: Cha thích con đọc thần học thiêng liêng cho các anh em. Miễn là trong khi học, con không dập tắt tinh thần hương nguyện và sốt sắng như luật dòng chỉ định, con tiến hành thật tốt. Thánh Francisco Assisi đề nghị Anton có thái độ tiểu đệ, không lôi kéo người khác chú ý mình, nhưng phó cho thần khí tất cả những chuyện thuộc về Chúa, về đấng tạo dựng, về đấng cứu chuộc và đấng cứu rỗi. Sợi chỉ dẫn đường trong đời sống của Anton có thể ít được biết đến hơn là các lời nói và hành động của Ngài. Đó là khát khao được tử đạo, khát khao thúc đẩy Anton vào dòng Thánh Francisco Assisi sau khi năm anh em trong dòng bị chết ở Maroc. Tử đạo là hiến mạng sống mình cho Chúa Kitô. Tử đạo bằng máu hay bằng lòng trung thành, các hình thức có thể thay đổi, nhưng ơn vẫn là hành động thiết yếu. Dấn thân trong hành trình phiêu lưu đức tin, Anton đã hiến cuộc sống của mình. Một số người như linh mục Marie Antoine, Laval, Thánh Toulouse dòng Capuchin vào cuối thế kỷ 19 đã thấy ở Anton là tông đồ của tình yêu, hoàn thành sứ mệnh của Thánh Francisco Assisi, người bị đóng đinh mới. 2. Một cung điện núp bóng trong căn nhà của Chúa. 1. Vị Thánh không nghỉ ngơi. Thánh Anton Padua, xin cho con tìm ra chìa khóa, mắt kiếng, điện thoại, cây dù, con mèo con đi lạc. Xin dành cho con một chỗ ở bãi đậu xe ngay khi con mới đến. Xin cho con đức tin, sức khỏe, bình an, niềm vui. Thánh Toulouse dòng Capuchin vào cuối thế kỷ 19 đã thấy ở Anton là tông đồ của tình yêu, hoàn thành sứ mệnh của Thánh Francisco Assisi, người bị đóng đinh mới. 2. Một cung điện núp bóng trong căn nhà của Chúa. 1. Vị Thánh không nghỉ ngơi. Thánh Anton Padua, xin cho con tìm ra chìa khóa, mắt kiếng, điện thoại, cây dù, con mèo con đi lạc. Xin dành cho con một chỗ ở bãi đậu xe ngay khi con mới đến. Xin cho con đức tin, sức khỏe, bình an, niềm vui, hy vọng, công ăn việc làm. Cho tất cả những người con thương, cho những người mất việc,
Thánh Antôn Padua tội nghiệp. Chẳng có giây phút nào Thánh Antôn Padua được nghỉ ngơi yên lành bên cạnh Chúa sau một đời phục vụ. Mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây, không biết bao nhiêu là lời từ khắp nơi trên thế giới xin Ngài cầu bầu. Vì Ngài quá nổi tiếng và được mọi nơi kính mến. Cứ nhìn các tượng của Ngài trong nhà nguyện, nhà thờ. Nhà thờ chính tòa của chúng ta là biết. Không phải lúc nào các tượng này cũng có tính cách nghệ thuật. Các tượng thường được trang hoàng sặc sỡ với hoa nến, biểu lộ lòng sốt mến của tín hữu Kitô. Và không biết bao nhiêu là bức khảm tạ ơn treo kín các bức tường. Nhưng Thánh Antôn Padua là ai mà chúng ta cảm thấy gần gũi như thế? Trên thực tế, ai là Antôn Padua? Tên Ngài không phải là Antôn và cũng không ở Padua. Dưới dấu hiệu của Đức Mẹ lên trời, chúng ta hãy để cho các sử gia cãi nhau về ngày sinh của Ngài. Dù sao chẳng quan trọng gì nếu Ngài sinh năm 1188, năm 1190 hay năm 1195. Qua các tìm tòi cho đến bây giờ, nên theo ngày tháng từ nhiều thế kỷ nay giáo hội ấn định Ngài sinh năm 1195. Còn ngày sinh thì không ai tranh luận. Ngày 15 tháng 8, ngày Đức Mẹ lên trời. Ông Maren de Beuilen, thân sinh của Ngài thuộc dòng dõi quý tộc của thành phố. Ông được hưởng danh tiếng của cha ruột mình. Ông Vincent de Beuilen được vua Alphonse đệ nhất ban thưởng vì có công trong cuộc tái chinh phục người Hồi giáo. Thân mẫu của Ngài là bà Mary Joris Tavera, xuất thân từ một gia đình trị vì ở Asturias. Gia đình sống trong cung điện gần nhà thờ chính tòa dâng hiến Đức Mẹ lên trời. Tại đây, Ngài được người chú là linh mục Fernand de Beuilen rửa tội và Ngài được đặt tên Fernand, theo tên của người chú. Theo phong tục của thời đó, Ngài được rửa tội 8 ngày sau. Ngài có 2 em trai, 1 hoặc 2 em gái. 2. Đức tin được nuôi dưỡng trong thánh đường. Nhà thờ chính tòa gần cung điện của gia đình là nơi đánh động sâu đậm tâm tình mộ đạo của cậu bé Fernand. Khi biết đi, cậu bé thường theo mẹ đến thánh đường và người mẹ hướng dẫn con đến các tượng. Chúa Giêsu trên thập giá, chết để cứu nhân loại và sự hiện diện sống thực sự của Ngài trong nhà tạm. Bức tranh Đức Mẹ lên trời, người mẹ dắt con mình đến trước tượng Đức Mẹ cầu nguyện, luôn nhắc cho con mình biết, Đức Mẹ sẽ không từ chối gì với Fernand vì cậu bé sinh vào ngày Đức Mẹ lên trời. Đôi khi cậu bé Fernand trốn cung điện qua thánh đường quỳ gối trước tượng Đức Mẹ và nói chuyện với Đức Mẹ như nói chuyện với mẹ của mình. Thánh tích của Thánh Vinh Sơn. Cậu bé Fernand ngưỡng mộ tình yêu của Thánh Vinh Sơn dành cho Chúa đến mức tử đạo vì Chúa. 3. Một số điểm nổi bật trong thời thơ ấu của Thánh Antôn Padua. Các nhà viết tiểu sử không viết nhiều chi tiết về thời thơ ấu của Ngài. Chỉ có một vài chi tiết sau. Một ngày nọ, người cha sai cậu bé Fernand canh ruộng lúa mì vừa gieo. Cậu bé chạy quanh cánh đồng la hét để đuổi đàn chim sẻ đang mon men muốn ăn hạt giống. Đột nhiên Fernand cảm thấy có một thôi thúc không cưỡng lại được phải vào nhà thờ cầu nguyện. Cậu đến vựa thóc mở cửa và kêu lên, những con chim nhỏ bé, những con chim nhỏ bé, đến đây nè. Nghe những lời này, đàn chim bay đến vựa lúa đầy thóc và ở trong đó. Khi người cha đi về, ngạc nhiên không thấy con mình ngoài ruộng. Ông vào nhà thờ vì biết chắc con mình ở đó. Không bối rối, Fernand cho ông biết các con chim sẻ đã bị cậu nhốt trong vựa và xin cha đến vựa sẽ biết.
không muốn con mình bị chia chí. Người cha đến mở cửa vựa và đàn chim đập cánh bay ùa ra. Hót líu lo. Chúng không bay về cánh đồng mà bay lên trời. Fernand là cậu bé khá trầm tính. Nhưng khi lớn lên, đôi khi cậu chơi đùa với nhóm bạn hàng xóm. Trong khi vui đùa, các chú bé vô tình làm vỡ bình nước của cô người làm trẻ vừa múc nước từ giếng về. Cô bật khóc vì sợ quá. Fernand áy náy cho cô. Anh chạy đến lượm từng mảnh và cố gắng ghép chúng lại. Rồi anh cầu nguyện Đức Mẹ. Xin mẹ ráp lại. Trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, bình nước lành lặn lại và anh đưa cho cô gái. Cô hết lòng cảm ơn vì sẽ không bị bà chủ la. Cũng chính lòng trắc ẩn này mà Fernand đối xử với người nghèo, niềm vui lớn nhất có thể mang đến cho anh. Là khi anh thấy một người đau khổ, anh để một đồng tiền trong tay họ. Khi anh cho người nghèo, dường như Chúa đang dưới ơn thiêng liêng xuống cho anh, để anh luôn cảm thấy có nhu cầu phải cho. Lên lớp 10, thân sinh cậu bé Fernand cho con vào trường nhà thờ chính tòa do các đan sĩ điều hành. Chú ruột của Fernand là hiệu trưởng trường này. Vì đã học ở cung điện các môn căn bản, cậu bé Fernand học ở trường nhà thờ chính tòa các môn Latin, Hy Lạp, khoa hùng biện, khoa học, lịch sử thánh. Về mặt phụng vụ, trong các thánh lễ như tu sĩ trong các buổi lễ ở nhà thờ chính tòa, Fernand có đầu óc thông minh ngoại hạng, một trí nhớ phi thường, một năng khiếu hùng biện tự nhiên, một khả năng làm việc mạnh mẽ. Trong năm đầu tiên học ở trường này, Fernand đã là học sinh giỏi nhất. Cậu bé học ở đây 5 năm. Ngoài các khả năng trí tuệ trên, Fernand là đứa bé ngoan đạo, có lòng trắc ẩn, quảng đại, không thích nói dối, không thích những lời nói vô ích, những phán xét bốc đồng và các kiểu oán ghét báo thù. Fernand được mọi người xem là học sinh chăm chỉ, vâng lời, hay giúp đỡ và là người hòa giải, tạo tình cảm và tin tưởng nơi mọi người. Trong thời gian đi học đã xảy ra một hiện tượng mà nhiều nhà viết tiểu sử đã ghi lại. Một ngày nọ, Fernand đang cầu nguyện với Đức Mẹ thì bỗng Fernand cảm nhận có một bình an chiếm toàn cơ thể. Sau đó là một cảm xúc thật mạnh, cách đó vài bước, anh thấy một hình dáng gớm ghiếc làm anh hoảng sợ. Anh phản ứng ngay lập tức. Tin chắc duy chỉ có Thánh Giá Chúa Kitô mới có thể làm cho mình không thấy hình ảnh này. Anh dùng ngón tay vạch Thánh Giá trên đá cẩm thạch. Đá bắt đầu tan chảy như sáp. Thánh Giá được khắc trên đá. Lúc đó, nhân vật khủng khiếp kia biến mất trong một đám mây để lại một mùi hôi khó chịu. Như thế là xác nhận nguồn gốc ma quỷ của hiện tượng này. Tấm đá cẩm thạch có khắc Thánh Giá được gỡ ra và được trưng bày trên một bức tường. Khi học xong ở trường nhà thờ, Fernand mới 15 tuổi. Vào thời đó, 15 tuổi là tuổi nghĩ tới tương lai. Một tương lai hứa hẹn xuất sắc vì đã được đảm bảo từ khi mới sinh. Là con cả trong gia đình, Fernand sẽ thay cha quản trị của cải và nhà cửa. Đặc biệt là Fernand có khả năng và kỹ năng trung thực, thực tiễn, tiếp xúc dễ dàng, năng động. Fernand có sắc vóc bình thường, hơi cao hơn trung bình một chút. Tóc đen, trán rộng, da nâu, nét thanh lịch, mũi cao. Theo các sử gia thì ngài không có một vẻ đẹp đặc biệt. Nhưng tất cả đều nhấn mạnh, ngài có đôi mắt đen với ánh mắt rực lửa được làm dịu đi qua nụ cười nhẹ.
nói lên nét linh hoạt của trí thông minh và tấm lòng cởi mở với tất cả những ai đến với ngài. Điều gì đã làm nên cuộc đời cậu bé đáng yêu, xuất sắc và thiện cảm này? Thân sinh Fernand hẳn muốn anh quản trị gia sản hay sống đời sống thế tục mà mọi cánh cửa đều mở ra trước mặt cho anh. Nhưng với anh, địa vị cá nhân hay được dân chúng trọng vọng chỉ là ảo tưởng vô ích. Anh chỉ mong muốn một chuyện, sống kết hiệp cùng Chúa Giêsu nhất có thể. Người mà trong tuổi thơ của mình, anh đã thường hay đến thăm, cùng với sự hỗ trợ của Đức Mẹ. Nguyện ngắm huyền nhiệm Đức Mẹ lên trời ở nhà thờ lâu ngày. Anh xem mẹ Maria là người mẹ thứ nhì của mình và anh không quên. Nguyện ngắm huyền nhiệm Đức Mẹ lên trời ở nhà thờ lâu ngày. Anh xem mẹ Maria là người mẹ thứ nhì của mình và anh không quên. Sinh nhật của mình là ngày lễ Đức Mẹ lên trời. Anh quyết định, anh vào đan viện Thánh Augustino, đan viện của Thánh Vinh Sơn Fora nằm trên đỉnh cao thành phố mà dưới mắt anh có một số lợi thế. Đan viện dâng hiến cho Thánh Vinh Sơn tử đạo mà Fernand thường hay viếng thánh tích. Địa điểm xa thành phố tạo được bầu khí thinh lặng và bình an giúp cho việc tập trung cầu nguyện mà anh hằng mong ước. Các công việc hàng ngày của đan sĩ phù hợp với anh. Có thì giờ cầu nguyện, học hỏi và làm việc chân tay. Có các giây phút xen kẽ tập hát, ở thư viện, ngoài vườn, trong phòng, giúp cho anh được thăng bằng trên nhiều mặt. Fernand chỉ còn thuyết phục cha mẹ. Nhờ sự can thiệp của người chú linh mục, anh được cha mẹ đồng ý dễ dàng. 4. Cầu nguyện với những lời đẹp nhất của Thánh Anton Padua. Ngày 13 tháng 6, thành phố Padua mừng lễ thánh bổn mạng danh tiếng của mình. Danh tiếng đến mức không cần phải nhắc đến tên ngài nhưng ai cũng biết đó là Thánh Anton. Năm nay số khách hành hương ghi tên tham dự rất đông, cả trăm ngàn người về mừng lễ cả tuần. Đó là không kể những người đi một mình, không thuộc nhóm nào và quyết định vào giờ chót. Ngày lễ chính là ngày 13 tháng 6, nhưng đêm hôm trước là một chuỗi các buổi canh thức, cầu nguyện, dâng thánh lễ liên tiếp diễn ra. Tất cả bắt đầu từ con đường nhỏ ban đêm đi từ khu phố Axella, nơi ngày 12 tháng 6 năm 1231 khi Thánh Anton đau nặng được đưa đến. Khi đó ngài đang ở làng quê Camposan Pero cách Padua khoảng 20 cây số. Cảm thấy mình sắp chết, ngài ước muốn đến được Padua, trong ngôi nhà thờ nhỏ mẹ Maria mà ngài mong mình sẽ an nghỉ ngàn thu ở đó. Và thế là chuyến đi được lên đường dưới sức nóng khủng khiếp của đầu hè năm 1231. Nhưng đến một lúc đoàn xe phải ngừng lại ở căn nhà bên cạnh đan viện nữ tu gần Axella và Thánh Anton Padua đã qua đời tại đây. Để nhớ lại đoạn đường đi trên trần thế về nơi vĩnh cửu và giây phút hấp hối tuy ngắn nhưng đau đớn của Thánh Anton. Theo truyền thống, giáo dân hành hương muốn đi lại con đường mà Thánh Anton Padua đi chưa xong. Nhưng không phải trong buồn bã, vì qua cái chết nhục thân, ngài có được đời sống vĩnh cửu. Mối quan hệ rất sâu đậm này đã làm cho hàng triệu giáo dân hành hương trên thế giới qua nhiều thế kỷ gắn bó với ngài. Vì thế Thánh Anton Padua luôn hiện diện mỗi ngày. Và lễ hội tại đây kéo dài suốt tháng 6 là tháng dành riêng cho ngài. Một quyển sách tiểu sử Thánh Anton Padua của tác giả Giancarlo Paris, tu sĩ dòng Anh em hèn mọn vừa ra đời. Quyển sách sẽ rất hữu ích cho những ai muốn biết thêm về vị thánh cao cả làm nhiều phép lạ này. Đây là tập sách ghi lại nhiều lời cầu nguyện phong phú nhất. Những lời cầu nguyện trích từ các bài giảng của ngài, các phép lạ, liêng sáng chói cho lòng mộ đạo của giáo dân. Chúng ta cầu nguyện để xin ơn tha thứ,
xin được sức khỏe, xin thoát trước cám dỗ, xin thắng nết hư tật xấu để được giải thoát khỏi nỗi buồn của mình. Quyển sách gồm các lời cầu nguyện truyền thống như lời cầu nguyện Siquares e Chedicina, các lời cầu nguyện tự phát của người dân trên toàn nước Ý, làm chứng cho lòng kính mến sâu đậm và được lan truyền gần như ngay lập tức từ thành phố Lombardy đến Campani, từ Sicily đến Calabria, đến Abruzzo. Các ơn xin phát xuất từ các nhu cầu tiêu biểu cho cuộc sống phức tạp đương đại của chúng ta. Các bài hương nguyện trích từ các bài giảng là những bài tạo cảm hứng nhiều nhất, bởi vì đó là lời của chính Thánh Anton Padua hướng dẫn cụ thể chúng ta vào thế giới nội tâm và linh đạo của Ngài. Các bài giảng là những tác phẩm văn hóa và thần học của Thánh Anton Padua, dựa trên sách thánh và các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật vào thời của Ngài. Lửa trên triền dốc giữa Padua và Bologna nhờ mang đến cho các nhà giao giảng một khí cụ hữu ích khởi đi từ giáo huấn trung thực và nhiệt thành của tin mừng. Thánh Anton Padua viết bằng tiếng Latin thời Trung Cổ, văn phong uyên bác và thanh lịch. Thông thường, Thánh Anton kết thúc bài giảng bằng một lời cầu nguyện, phần lớn là xin ơn tha thứ các tội lỗi của mình. Và từ những lời này truyền đi sự ấm áp cũng như sự ngọt ngào tuyệt vời mà Thánh Anton biết cách truyền tải. Với xác quyết lây lan tình yêu của một người cha không bao giờ bỏ chúng ta, chỉ có điều là chúng ta phải để cho Ngài đến với mình. Với lời cầu bầu này, Ngài đã xây dựng tòa nhà theo sách thánh, căn nhà của tôi sẽ là căn nhà cầu nguyện. 5. Thánh Anton Padua, một đời sống bỏng cháy cho tin mừng. Lễ mừng Thánh Anton ngày 13 tháng 6. Tiến sĩ giáo hội là người Âu Châu ở thế kỷ 13. Ngài sinh lại Lisbon và là đồ đệ của Thánh Francisco. Ngài giao giảng ở vùng đất Cathay, nhà sáng lập tu viện ở Braille-l'Agailat. Ngài qua đời vì kiệt sức ở Padua. Ai lại không biết Thánh Anton Padua? Tượng ảnh của cha có khắp các nhà thờ. Thánh Anton Padua thuộc dòng Francisco. Hình ảnh hay gặp của cha là hình ảnh cha bồng Chúa Giêsu hài đồng. Đôi khi trên tay có cầm hoa huệ hay quyển sách, tượng trưng cho sự hiểu biết thánh kinh. Truyền thống dân gian còn cho cha là quan thầy các phép lạ tìm của bị mất. 6. Đam mê giao giảng phúc âm. Ngược với những gì người ta nghĩ, Thánh Anton Padua không sinh ra ở Padua mà sinh ra ở Lisbon năm 1195. Cha là người sống cùng thời với Thánh Francisco và có tên là Fernando. Chúng ta có ít thông tin về gia đình và tuổi thơ ấu của Ngài. Cha mẹ của cha thích cha là quan tòa, nhưng cha lại thích cầu nguyện. Năm 15 tuổi, cha rời tiện nghi êm ấm của gia đình để vào tu viện các tu sĩ dòng thánh Augustino. Tại đây cha nhận được một sự đào tạo xuất sắc về kinh thánh và giáo phụ học. Cha mẹ và bạn bè thỉnh thoảng đến thuyết phục cha, nhưng Fernando đã quyết chí. Thụ phong linh mục năm 25 tuổi, một sự kiện mở ra cho cha các chân trời mới. Tháng 2 năm 1220, các di tích của các vị tử đạo đầu tiên dòng Francisco của Maroc được đem về Bồ Đào Nha. Fernando có gặp họ vài tháng trước đó và được đánh động bởi đức tin và niềm vui của họ. Cha cảm nghiệm một đời sống khác. Cha vào dòng Francisco theo tiếng gọi trong lòng và muốn đi truyền giáo ở Phi Châu. Cha lấy tên là Anton và đi Maroc để chết tử đạo ở đó. Ngài theo thành ý Chúa. Không phải người Saracen làm Ngài đau khổ, nhưng việc từ bỏ dự án thiết thân của mình đã làm cho Ngài đau khổ, như thử Chúa muốn cha hy sinh. 7.
Lời nói trong hành động. Năm 1221, cha đến Assisi sống trong dòng Francisco thời tiên khởi. Trong một lần họp tổng tu nghị nhà dòng, các sư huynh khám phá tài năng hiểu biết về thần học của cha. Thánh Francisco chết năm 1226, rất ấn tượng về cha Anton. Có tài giao giảng, Anton đấu tranh với sự lạc giáo của người Cathe ở Ý, rồi người An biên giới ở vùng Midi nước Pháp. Hoàn toàn quên mình, cha sống theo lời mình giảng. Không ai có thể dửng dưng trước sự thật của lời cha giảng. Trong một bài giảng về Chúa Thánh Thần, cha nói lời phải im đi để hành động được nói lên. Trang bị một văn hóa thần học phong phú và tình yêu phát xuất từ con người của mình, Anton rọi sáng khắp nơi. Với sự cho phép của Thánh Francisco, cha dạy ở Bologna, Toulouse, Montpellier và Limoges. Cha rút lui về hang đá Braive-l'Argalat. Nơi đây cha xây lên một tu viện. Chính nơi này mà cha tìm lại một bản thảo bị mất. Từ đó bắt đầu những gì cha làm sau khi qua đời, giúp tìm lại vật đã bị mất. Nếu có một bài giảng cho chim muông trong câu chuyện cuộc đời của Thánh Francisco thì Thánh Anton có bài giảng cho các con cá. Năm 1227, khi ngài được cử làm bề trên tỉnh dòng Francisco miền Bắc nước Ý, thì ngài đối diện với những người lạc giáo ở Rimini. Những người này không muốn nghe ngài. Vậy thì ngài giảng phúc âm cho các con cá, đến với cha hỡi các con cá biển. Hãy đến nghe lời Chúa thay cho những người này. Họ từ chối không muốn nghe lời Chúa. Các người lạc giáo kinh ngạc vô cùng vì hàng ngàn con cá đến nghe. Có thể đây chỉ là một huyền thoại như rất nhiều huyền thoại của thời Trung Cổ. Nhưng đức tin của Thánh Anton không phải là không hấp dẫn đám đông. Họ đến từ khắp nơi để nghe các bài giảng về lòng tốt, về hòa bình. Thánh Anton không sợ ai. Ngài luôn bảo vệ những kẻ bị áp bức. Nhất là ngài tấn công những người làm giàu trên sự khốn cùng của người khác. Trong lời nguyện nhập lễ, giáo hội xem Thánh Anton là người giao giảng lớn lao cho tin mừng và là người bảo vệ người nghèo. Ngài kêu gọi mỗi tín hữu Kitô phải chiêm nghiệm bản tính loài người nơi Chúa Giêsu. Đó là đặc nét quan trọng của linh đạo Francisco. Một ngày nọ, bá tước Tiso thấy ngài đang ôm Chúa Giêsu hài đồng trong tay. Thánh Anton lui về tu viện Mẹ Maria ở Padua. Ngày 13 tháng 6 năm 1231, ngài qua đời vị kiệt sức lúc 36 tuổi. Sự cứu rỗi linh hồn là mục đích của đời ngài. Để được cứu rỗi, tâm hồn phải quay về với lòng thương xót Chúa. Sau khi hát kinh Đức Mẹ, lời cuối cùng của ngài là "Tôi thấy Chúa tôi". Chỉ một năm sau khi ngài qua đời, giáo hoàng Gregory IX phong thánh cho ngài. Mộ của ngài trở nên nơi hành hương rất quan trọng. Năm 1946, Đức giáo hoàng Pio XII phong tước vị tiến sĩ phúc âm cho ngài. Sự tôn kính ngài lan tỏa nhiều nhất vào thế kỷ 15 đến 16. Trở thành bổn mạng quốc gia Bồ Đào Nha, các nhà thám hiểm Bồ Đào Nha làm cho cả thế giới biết đến ngài. Ngài cũng là bổn mạng của các thủy thủ và người bị tù. Rất nhiều phép lạ của ngài được vẽ qua các danh họa lớn như Ti Tiện, Perugini, Murillo, Van Dyck. 8. Linh mục quản nhiệm Svanera giải thích việc Thánh Anton Padua được nhiều người mến mộ. Ngày 13 tháng 6 là ngày kính Thánh Anton Padua, người khi 15 tuổi đã vào tu viện.
Năm 1219, Ngài chịu chức linh mục và lấy tên An Tôn. Ngài đi giao giảng ở miền Bắc nước Ý và ở Pháp. Năm 1227, Ngài về miền Bắc nước Ý và giao giảng tại đây. Ngày 13 tháng 6 năm 1231, Ngài ở Campo San Piero và cảm thấy không khỏe. Ngài về Padua và qua đời tại đây. Ngay lập tức, sau cái chết của Ngài, tiếng tăm của Ngài lan ra bên ngoài nước Ý. Để hiểu vì sao Ngài được giáo dân mến mộ lớn lao như vậy, chúng tôi hỏi linh mục Oliviero Svanera, quản nhiệm đền Thánh An Tôn Padua. Sự mến mộ Thánh An Tôn Padua thật sự có tầm mức hoàn vũ, vì Ngài xem toàn thế giới như nhà của Ngài. Ngài sinh ra ở Bồ Đào Nha, đến Ma Dốc để mang đức tin đến đây, đến đảo Sicily nước Ý vì có vụ đắm tàu, rồi Ngài đến vùng vịnh, đến Assisi với dòng anh em Francisco. Sau đó Ngài được gửi đi Pháp. Khi Ngài trở lại Ý, Ngài ở Padua và qua đời tại đây năm 1231. Ngài nói một ngôn ngữ có cả ngàn dấu hiệu, được mọi người cùng hiểu. Ngài gần với mọi người, người nghèo, người thiếu thốn, người bệnh. Trong tinh thần anh em của mọi người, đó là tính cách hoàn vũ của Ngài. Ngài là bạn của tất cả tôn giáo, vì Thánh An Tôn được cả những người không theo đạo Công giáo tôn kính. Để mừng lễ Thánh An Tôn Padua, có nghi lễ Chedicina để mừng kính Ngài. Nghi lễ này là gì? Chữ Chedicina có nghĩa là 13 ngày suy niệm từ 31 tháng 5 đến 13 tháng 6 để chuẩn bị về mặt thiêng liêng mừng kính ngày kính Thánh An Tôn Padua. Mỗi ngày, các tín hữu thành kính cầu bầu Ngài qua lời cầu nguyện đặc biệt. Nghi lễ Chedicina dâng kính Thánh An Tôn Padua là dựa trên lòng thương xót của Chúa Cha. Đó là những ngày hành hương tại đền thánh của những người hành hương cá nhân hay đi từng nhóm, và đền thánh chúng tôi là nơi được xem như nơi hành hương thế giới, vì trong những ngày tôn kính và cầu nguyện này, có rất đông người từ trên khắp thế giới về đây. Có một truyền thống là bánh mì Thánh An Tôn. Đâu là ý nghĩa của truyền thống này? Bánh mì Thánh An Tôn có nghĩa là bác ái. Gốc rễ truyền thống này là từ một trong các phép lạ của Thánh An Tôn ở Tommasino. Một em bé 20 tháng bị chết đuối trong một vũng nước. Bà mẹ tuyệt vọng khấn với Thánh An Tôn, nếu con của con sống, con sẽ cho người nghèo bánh theo sức nặng con của con. Và em bé được sống. Phép lạ này là nguồn gốc của hai tổ chức từ thiện theo tinh thần Thánh An Tôn Padua. Trước hết là tổ chức bánh opera mang thức ăn cho những người đang thiếu thốn và săn sóc những người gặp khó khăn. Sau đó là tổ chức không vụ lợi Caritas Antoniana hoạt động trong nhiều nước trên thế giới. Năm 2016, tổ chức này đã tài trợ cho 124 dự án phát triển trên 40 nước trên thế giới với số tiền là 2.640.000 euro. Thánh An Tôn Padua vừa là nhà giao giảng, vừa là người làm việc bác ái. Có phải đó là sự giao giảng ngày hôm nay cho một giáo hội đi ra ngoài không? Phúc âm và đức ái là hai hòn đá tảng của bài học của Thánh An Tôn. Bài giảng của Ngài đánh động tâm hồn của nhiều người. Điều này có được là nhờ gương mẫu và đời sống khiêm nhường của Ngài học từ mẹ Maria. Thánh An Tôn Padua rất kính mến Đức Mẹ. Ngài giao giảng phúc âm phải vượt lên cám dỗ của quyền lực, của kiêu ngạo, những cám dỗ mà bây giờ Đức Francisco gọi là cám dỗ của đời sống thời thượng, một đời sống hời hợt bên ngoài. Qua tình thương của mình, Thánh An Tôn Padua đã lo cho người nghèo, người sống bên lề, người bệnh, người sống đơn độc, người thất nghiệp,
người tị nạn, người di dân, người bị tù. Tín hữu Kitô chúng ta, như Thánh Anton Padua dạy, phải đi ra khỏi chính mình để rao giảng Chúa Kitô bị đóng đinh. Đi theo Ngài trong tinh thần khiêm nhường, một tinh thần khiêm nhường đích thực, khiêm nhường của tình yêu. Chương 2. Ơn gọi cần giải thích. 1. Từ cung điện đến đan viện. Như thế thân phụ Fernand cho phép anh vào dòng thánh Augustino. Vậy anh phải rời cung điện rộng lớn huy hoàng, rời bàn ăn ngon, vào dòng thánh Augustino. Vậy anh phải rời cung điện rộng lớn huy hoàng, rời bàn ăn ngon, rời quần áo đẹp, xa cha mẹ, xa các em vừa gặp lại sau 5 năm xa nhà đi học. Và việc chia tay này sẽ có thể, nhưng cũng rất chắc chắn là sẽ chia tay mãi. Mãi mãi. Dù đã quyết tâm hy sinh đời sống của mình cho Chúa, nhưng anh cũng đau lòng khi phải ra đi một sáng tháng 8 năm 1210. Không biết có cha mẹ đi cùng hay không, nhưng Fernand đã chọn con đường giữa vườn nho và vườn cây ô liu để đi. Cũng đã nhiều lần anh đến đan viện gặp linh mục bề trên Gonzan Mende, hoặc đến dự các buổi lễ với các tu sĩ. Nhưng lần này, các bức tường đá của đan viện có vẻ như quá lạnh lùng, không thể xuyên thủng được đối với anh. Không thể xuyên thủng như các tường thành nhốt kín anh. Nhưng ấn tượng khó chịu này biến mất khi anh nghĩ mình có thể dâng trọn cuộc sống cho Chúa mà không sợ mất đi sự gần gũi với cha mẹ, bạn bè, vì lúc này lúc kia họ có thể đến thăm anh. Khi gõ cánh cửa nặng nề của đan viện, anh được thầy gác cổng nồng nhiệt đón tiếp. Cha bề trên chờ anh đến. Cha đón anh như người cha đón con. Cha cất bộ áo quần đẹp của anh và cho anh chiếc áo tu sĩ đạm bạc, áo trùm trắng, dây thắt lưng, áo lễ khoác ngoài và khăn quàng tay cho các buổi lễ. Gần với Chúa hơn. Fernand thích ứng dễ dàng với đời sống đan viện. Các nhu cầu nội tâm của anh được thỏa lòng với thời gian cầu nguyện và suy gẫm trong phòng, với thánh lễ mỗi buổi sáng. Anh siêng năng mẫu mực đi lễ mỗi ngày. Anh yêu thích các bài thánh vịnh mà anh đã được hướng dẫn khi còn học ở trường nhà thờ chính tòa. Niềm khát khao học tập của anh được no đầy với thư viện phong phú của tu viện. Anh không bao giờ mệt mỏi khi bình luận và suy niệm Cựu Ước và Tân Ước. Đặc biệt anh dùng phúc âm làm nền tảng cho phần lớn các bài suy niệm của mình. Đối xử tốt với mọi người, vâng lời bề trên, giữ cẩn thận luật dòng, anh được cộng đoàn chấp nhận, anh được gần gũi với Chúa nhiều hơn. 2. Nhưng trái tim chia sẻ. Anh hạnh phúc giữa các anh em đồng tu, nhưng không vì thế mà anh xa cha mẹ, bạn bè thân. Các bạn thường có thói quen đến thăm anh. Các bạn cho biết họ nhớ anh và trách anh vì sao đột ngột bỏ họ. Họ nhắc các kỷ niệm thời còn sống chung và cho anh biết tin tức bạn bè, các buổi họp, các bữa ăn chia sẻ. Không có anh, cuối các buổi đến thăm khi nào cũng là lời tiếc nuối, vì sao bạn ở trong tu viện. Bạn quá trẻ. Chúng tôi nhớ bạn quá. Còn chúng tôi, bạn không nghĩ chúng tôi không nhớ bạn sao? Dĩ nhiên anh quyết tâm không nao núng trước các lời van xin lặp đi lặp lại này. Nhưng anh cẩn thận với tình cảm của mình, với sở thích trò chuyện của mình, với thiện cảm tự nhiên của anh làm cuốn hút đến ước muốn sâu xa được kết hiệp mật thiết với Chúa. Anh tìm cho mình một giải pháp để giải quyết tình trạng bối rối này, rời đan viện này để đến ở một nhà xa hơn của dòng.
anh chọn đan viện thánh giá ở Coimbra. Đó là cái nôi của dòng. 3. Đi trốn để cứu mình. Vì thế Fernand xin bề trên rời tu viện. Nhưng cha bề trên Gonzan Mende cho anh biết, anh được cộng đoàn yêu mến vì đức hạnh và anh là niềm hy vọng của cộng đoàn nên khó để cho anh ra đi. Fernand không đầu hàng. Nhiều lần trong lập luận của mình, anh cố gắng thuyết phục cha không nên làm trái ý Chúa đã đặt để cho anh. Và rồi anh chiến thắng. Sau 2 năm ở đây anh được phép đi Coimbra, chỉ cách đó vài cây số. 4. Tu viện Hoàng gia. Vào cuối tháng 12 năm 1212, Fernand từ giã bề trên và các anh em trong dòng để đi Coimbra. Vài ngày sau anh đến đan viện thánh giá. Linh mục bề trên Giovanni Cesare và 72 tu sĩ ở đây chân tình đón tiếp anh. Đan viện này có nhiều thuận lợi hơn so với đan viện thánh Anton ở Olivares. Được vua Alphonse đệ nhất xây để vinh danh chiến thắng của nhà vua với người Hồi giáo. Đan viện hưởng được sự rộng lượng của nhà vua. Thêm nữa nhà vua xây cung điện của mình trong thành phố. Ngoài là nhà mẹ của dòng, đan viện còn là nơi thường trú của tổng trưởng. Các tòa nhà rất rộng được thông thương bằng cổng huy hoàng kiểu Gothic. Các dụng cụ phụng vụ rất đẹp. Các thánh tích được để trong các hòm bằng vàng và bạc chạm trổ khéo léo. Các thanh chắn với các cột nhỏ kiểu Gothic hài hòa với toàn thể. 5. Thư viện vô giá. Điều mà Fernand đặc biệt thích ở đan viện mới này là thư viện. Với người mê đọc sách thiêng liêng như anh thì đây là thư viện lý tưởng, các tác phẩm nền tảng như Kinh Thánh, lịch sử giáo hội, các bài khảo luận về đức tin, giáo điều, âm nhạc, các chú giải của các giáo phụ, các tập san hướng dẫn giải quyết các nỗi lương tâm, các lập luận để chống với các tranh cãi về đức tin, chú giải của Thánh Augustino về phúc âm Thánh Gioan, Luca và Matteo và nhiều sách giá trị khác đều có mặt ở đây. Ngoài ra còn có các tập sách cầu nguyện, các thánh vịnh, thậm chí có cả tập sách hướng dẫn hát thánh ca. Trước khi đi theo Fernand trong giai đoạn học hỏi đặc biệt này, thiết nghĩ cũng nên biết qua vai trò đặc biệt của các đan sĩ dòng thánh Augustino trong việc đào tạo Fernand. Dù các chỉ dẫn có thể không đầy đủ nhưng các tác phẩm của các tu sĩ cho chúng ta thấy tầm mức hiểu biết rộng lớn của Fernand. Vì sao có sự đào tạo vững mạnh như vậy? Trước hết là để thỏa cơn khát khao muốn tìm hiểu và yêu mến Chúa. Đi theo bước chân của Ngài trong chương trình cứu độ mà Chúa Giêsu mang đến cho thế gian. Nhưng không phải chỉ có vậy. Vì tất cả các tu sĩ đều sống theo một luật. Vai trò của họ không chỉ giới hạn vào, nhưng không phải chỉ có vậy. Vì tất cả các tu sĩ đều sống theo một luật. Vai trò của họ không chỉ giới hạn vào việc phụng vụ và các buổi lễ. Vai trò của họ còn làm sao trao truyền tình yêu của Chúa để thấm đậm vào lòng giáo dân trong các giáo xứ do họ đảm trách. Ngoài ra họ còn dạy giáo lý cho trẻ em, cũng như đào tạo những người đi tìm ơn gọi trong nội bộ. Họ cũng làm việc từ thiện trên khía cạnh nhân bản và vật chất, phân phát từ thiện và đón tiếp khách hành hương. Như thế chúng ta hiểu sự đào tạo của họ sẽ gây nhiều tranh cãi vì vào thời đó, họ còn phải chống lại dị giáo Manicheo, cho rằng thế giới phân chia rạch ròi không nhân nhượng giữa điều thiện điều ác. Như vậy phải có một hiểu biết sâu đậm về đức tin công giáo, hiểu các sai lầm của dị giáo để có các lập luận vững chắc hầu bác bỏ chúng. 6. Các vị thầy ngoại hạng. Thư viện không phải là nơi cung cấp kiến thức duy nhất cho Fernand.
Tại Đan Viện Thánh Gia có những vị thầy xuất sắc mà danh tiếng vang dội khắp thành phố. Hai trong số họ là tiến sĩ thần học Jing và Raymond, tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng Paris. 7. Người học trò xuất sắc. Chúng ta biết Fernand đã học ở trường nhà thờ chính tòa Lisbon và ở Đan Viện Thánh Vinh Sơn Fora. Với hành trang như thế, lại ở trong môi trường thuận lợi có các vị thầy nổi tiếng nên Fernand sẽ được đào tạo trong các điều kiện tốt nhất có thể. Trước hết, anh có một trí nhớ phi thường. Một trong các bạn anh kể, anh thuộc lòng những gì mình đọc. Anh thuộc lòng sách thánh đến mức có thể trích dẫn văn bản ngay lập tức, với một độ chính xác rất cao. Có vẻ như lời thánh đã được viết trong lòng anh. Nhưng ký ức dù mạnh như thế nào, nó sẽ phục vụ anh cái gì nếu anh gặp quá nhiều khó khăn trong việc trau dồi trí thông minh của mình? Cách anh đọc thánh kinh chứng tỏ cho thấy nỗ lực vượt bậc của anh. Anh không hài lòng với việc diễn giải theo nghĩa đen, mà theo anh chỉ là vỏ cây. Anh tìm nghĩa ẩn dụ của nó. Sau đó anh suy gẫm về văn bản, đi vào chiều sâu của nó để tìm ở đó thức ăn cho đức tin của mình. Do đó anh đi đến cốt tủy của bản văn với một óc hiếu kỳ về tôn giáo mà không có gì có thể làm anh mệt mỏi hoặc giảm bớt. Và từ đó anh có một đường lối mà anh giữ như báu vật. Anh đọc các bài của các giáo phụ và ghi chú các điểm phù hợp giữa hai bản Tân Cựu Ước, đặc biệt những gì trong bản đầu loan báo, tiên đoán hoặc biểu tượng cho bản sau. Các ghi chú này anh giữ cẩn thận để viết thành sách. Nhưng anh không giới hạn mình trong các công việc trí tuệ. Anh luôn đúng giờ trong các buổi lễ và xem tiếng chuông như tiếng gọi của Chúa. 8. Từ ngòi bút đến vườn rau. Anh dùng thì giờ cho các công việc tay chân hoặc theo lệnh hoặc khi có dịp. Dù không giữ nhiệm vụ làm bếp, thỉnh thoảng anh vào nhà bếp để gọt rau quả hay rửa chén. Anh hăng say làm việc ở vườn rau, cũng như khi anh học tập, anh vui vẻ ngừng bút để cầm cuốc. Nhìn ngắm Chúa trong, anh buồn vì ở chỗ khuất nên không thấy bánh thánh lúc linh mục dâng lên. Anh thở dài buồn bã. Anh muốn được thấy bánh thánh. Nhưng anh vâng lời ở nguyên chỗ cũ. Khi đó anh sấp mình xuống đất. Anh nói với Chúa anh rất buồn vì không thấy Chúa trong mình thánh. Rồi anh ngẩng nhìn về phía bàn thờ. Lúc đó anh ngạc nhiên thấy các bức tường nhà thờ như mở ra đúng lúc linh mục đang dâng mình máu thánh Chúa. 9. Đưa thần giữ đi chỗ khác. Thời gian rảnh rỗi anh thường đi thăm các bạn bị đau, giúp đỡ họ, hoặc đọc sách cho họ nghe, an ủi, cười đùa với họ. Một ngày nọ, anh đến thăm một người bạn bị kích động mạnh. Nhưng anh bạn này không có triệu chứng bệnh lý nào. Anh lấy khăn quàng thánh của mình để trên lưng bạn. Ngay lập tức anh bạn được bình yên. 9. Một vinh quang xứng đáng. Khi các bạn biết được việc này, họ nhớ lại câu chuyện chiếc áo của tiên tri Elia chia dòng sông Jordani ra làm đôi, hay bóng của quần áo thánh Phêrô đã chữa lành người bệnh. Người này người kia nhận xét về Fernand, anh là tấm gương sống động của một tu sĩ khiêm nhường thực hành câu châm ngôn của thánh Jerome, quan trọng không phải là sống nơi thánh, nhưng sống ở đó một cách thánh thiện. Chúng ta có thể đọc trong các tài liệu để lại. Chắc chắn đó là người xứng đáng, uyên bác và sốt sáng. Một vinh quang xứng đáng đi theo ngài khắp nơi. Một vinh quang còn xứng đáng hơn các tiến sĩ thông thái của tu viện. Đã lộ ra vì sự thiếu hiểu biết của họ trước tu sĩ trẻ đã có được ánh sáng diệu kỳ nhất. Và những người sốt sáng nhất thấy mình bất toàn trước sự thánh thiện này.
Không có gì ngạc nhiên khi bề trên của Fernand thấy anh đủ điều kiện để nhận chức thánh. Các nhà viết tiểu sử đầu tiên của Fernand không cho biết chính xác ngày anh chịu chức. Nhưng tài liệu của dòng thánh Augustino cho biết anh chịu chức năm 1219, 7 năm sau khi anh đến Coimbra. Lúc đó anh 24 tuổi. Sau khi chịu chức, Fernand muốn dành thời gian để hiểu biết thêm về thần học. Nhưng anh được đề cử làm thầy giữ cửa cho nhà khách nên anh không có thì giờ để học. Quyết định của bề trên dựa trên các đức tính của anh. Khả năng tiếp đón nồng hậu của anh. Họ không sợ anh gặp bất trắc khi tiếp xúc với khách hành hương hay người đến thăm. Thiện cảm tự nhiên. Văn hóa vững chắc. Ý thức tiếp xúc nhân đạo làm thuận lợi cho việc giao tiếp. Trong số các khách đến thăm đan viện có các khách hành hương, linh mục hay tu sĩ quá giang ở qua đêm hay ở lại vài ngày. Cũng có người bệnh, người nghèo, người không có việc làm thỉnh thoảng đến xin áo quần hoặc thức ăn. 10. Khi việc từ thiện mang một hình ảnh. Cách đan viện thánh giá giàu có này vài cây số, Thánh Francisco Assisi vừa mở một đan viện cho dòng của mình được vua Alphonse đệ nhị và vợ là nữ hoàng Urraca tài trợ. Đan viện khiêm tốn này được xây gần nhà nguyện được vua Alphonse đệ nhị và vợ là nữ hoàng Urraca tài trợ. Đan viện khiêm tốn này được xây gần nhà nguyện kính Thánh Anton. Bao quanh là rừng ô liu nên còn được gọi là đan viện Thánh Anton Olivares. Theo chỉ dẫn của Thánh Francisco Assisi, người có biệt danh người nghèo Poverello, tình yêu ngài dành cho người nghèo là mục đích của một nhóm nhỏ tu sĩ bằng lòng với cuộc sống khó nghèo, không có một lợi tức nào. Các tu sĩ sống nhờ quyên góp, bằng tiền hoặc hiện vật và họ thường đi thăm các gia đình, các giáo xứ, các tu viện. Về công việc phụ trách nhà trọ, Fernand tiếp thầy phụ trách từ thiện của đan viện Thánh Anton Olivares từ 2 đến 3 lần một tuần. Trong mỗi chuyến thăm, thầy cho Fernand của từ thiện mà Fernand đặc biệt để dành riêng. Qua các cuộc gặp gỡ, hai người đã kết mối dây bằng hữu với nhau. 11. Người anh em nhỏ bé với trái tim nhiệt thành vĩ đại. Thêm nữa, Fernand được xây dựng trên tình yêu của Chúa mà quả tim của anh thấm đậm một tình yêu lây lan. Lây lan như quả tim của vị thầy Assisi của anh. Một tình yêu say sưa ngài ca tụng trong cuộc sống cũng như trong cái chết. Từ sương sớm ban mai đến sương mù ban chiều. Nơi động vật, nơi cây cối muôn hoa, nơi suối nguồn, nơi mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, ngày đêm, nơi dòng sông, trong đại dương, nơi núi non thung lũng. Thiên Chúa nhân lành này Thánh Francisco Assisi thấy ở mọi người, nhất là những người nghèo khổ nhất và ngay cả những người hèn hạ nhất. Ngài vào bệnh viện để rửa chân cho người bệnh không ai săn sóc. Ngài vượt lệnh cấm để đến với người phong cùi. Ngài chữa lành vết loét bằng cách hôn lên vết thương. Ngài tước vũ khí những tên giết người bằng sức mạnh duy nhất là ánh nhìn như lửa của Ngài. Và nếu Ngài có lòng thương xót với những người yếu đuối, những người nghèo thì Ngài rất lo cho sự tuyệt vọng thiêng liêng của những người không có lòng tin. Tình yêu Chúa nhiệt thành này, Ngài muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Ngài muốn đi khắp nơi để loan báo tin mừng. Và đặc biệt với người Hồi giáo mà dấu vết ngày nay vẫn còn ở các vùng đất miền Nam Tây Ban Nha và Bologna, với tất cả cố gắng để chinh phục lại đức tin. 12. Một tu sĩ nghèo nhưng nhiều công trạng.
Dần dần qua các cuộc nói chuyện với thầy phụ trách từ thiện của Đan Viện Thánh Anton Olivares, Fernand đã hiểu được tính cách triệt để của sự không bám dính của cải vật chất của vị tu sĩ này và nhà dòng của thầy. Bằng sự quên mình, từ tình yêu cho Chúa Kitô mời gọi anh đi theo bước chân của Ngài, rao giảng tin mừng đến tận các nước Hồi giáo dù phải hy sinh mạng sống. Và thầy này sắp chết, không phải vì tử đạo nhưng trên tấm nệm rơm bên cạnh anh em của mình. Lúc đó, Fernand sống trong trạng thái xuất thần, một con chim bồ câu trắng bay lên trời. Anh cho rằng đó là tâm hồn Assisi. Nhưng Fernand đã được cộng đoàn đón nhận và đào tạo. Anh đã khấn dòng thánh Augustino. Các hiểu biết và tài năng hùng biện của anh đã giúp anh rao giảng lời Chúa đến những nơi bề trên gửi anh đi. 13. Tử đạo được báo trước. Một sự kiện mới sẽ khơi dậy mong muốn được tử đạo. Trước khi làm cho người Hồi giáo trở lại, Thánh Francisco Assisi gửi năm anh em của mình đi Maroc. Trong một cuộc họp hàng năm của dòng vào dịp lễ phục sinh ở Assisi, Ngài nói trước khi họ lên đường: "Các con thân mến, lòng cha đau buồn khi thấy các con ra đi. Cha xin các con luôn có trước mắt mình hình ảnh sự thương khó của Chúa. Sự thương khó này sẽ làm cho các con vững mạnh và giúp các con chịu đựng tất cả vì tình yêu cho Ngài. Và khi chia tay, xin phép lành của Cha trên trời ban cho chúng con như đã ban cho các thánh tông đồ, để cùng đi theo các con, củng cố các con và an ủi các con trong lúc khổ nạn. Các con đừng sợ gì vì Chúa ở với các con. Vậy các con lên đường, nhân danh Thiên Chúa, Đấng gửi các con đi." Vì sao Ngài gửi nhóm nhỏ này đi Maroc? Vì vua Maroc là người khá khoan dung với tín hữu Kitô. Thêm nữa, người anh của vua là cha Pedro, sau các tranh chấp gia đình đã lưu vong ở Maroc. Cha giúp vua Maroc một tay trong việc chống lại người Thổ. Cha Pedro hỗ trợ cho các nhà truyền giáo. Vì sao các thầy đi qua con đường Coimbra? Để xin vua Alphonse đệ nhị chi phí cho chuyến đi và để gửi tin cho người anh của mình đón tiếp họ khi họ đến Maroc và cũng để giúp cho họ có chỗ ở, bảo đảm an ninh cho họ. Rời Assisi, năm thầy dòng Francisco đi qua miền nam nước Pháp, rồi nghỉ ở Aragon. Từ đó họ đến Coimbra thăm vua Alphonse đệ nhị và hoàng hậu. Sau khi trình bày các việc cần phải chuẩn bị cho chuyến đi, họ nói trước cho nhà vua biết họ sẽ tử đạo và thi thể họ sẽ trở về lại thành phố. 14. Một ước muốn bốc lửa. Dù các thầy dòng Francisco không được Đan Viện Thánh Anton Olivares tiếp đón, nhưng hoàng hậu muốn họ gặp cha giải tội của bà ở Đan Viện Thánh Giá. Và như thế thầy giữ cổng Fernand gặp các tu sĩ này. Khi họ đến, anh chạy ra hôn và rửa chân cho họ với tấm lòng ngưỡng mộ. Anh lại được tiếp xúc với các thầy cùng dòng với thầy phụ trách việc từ thiện bạn của mình mà Fernand rất quý mến. Mỗi ngày, anh cầu nguyện với các thầy, lo cho họ ăn, xem họ cần gì. Nhưng nhất là anh nói chuyện với họ. Rất nhiều bối cảnh làm cho anh ngưỡng mộ đức tin sốt mến của họ. Lòng nhiệt thành của họ đứng trước bối cảnh sẽ tử đạo. Sự thanh thản sâu đậm thể hiện qua việc họ phó thác hoàn toàn vào bàn tay Thiên Chúa. Những cảm nhận mà trái tim bỏng cháy tình yêu của anh ngày càng thấm đậm hơn. Anh càng nghe họ. Những cảm nhận mà trái tim bỏng cháy tình yêu của anh ngày càng thấm đậm hơn. Anh càng nghe họ, lòng anh càng đốt cháy một khát khao bắt chước họ.
Khi đến giờ năm thầy lên đường, Fernan trìu mến hôn họ. Anh hứa đi theo họ trong tư tưởng, trong lời cầu nguyện. Và nếu họ phải chịu hy sinh như họ tiên đoán trước, thì đối với anh sẽ là một vinh dự, một niềm vui đã có họ là bạn của mình. 15. Một tình huống khó xử lại tái diễn. Từ khi năm thầy lên đường, đã có những lúc Fernan tự hỏi liệu mình có nên rời dòng không, nơi Chúa đã gọi anh. Anh ở lại vì vâng lời bề trên và bằng lòng đi giảng chung quanh tu viện của mình không? Hay anh dùng hiểu biết văn hóa, nhiệt tình và tài năng của mình để phục vụ giáo hội trong hàng ngũ dòng Francisco có mặt ở những nơi mà tin mừng chưa được biết, chưa được chinh phục? Anh chờ dấu hiệu của Chúa để giúp anh thoát ra khỏi tình huống khó xử này. Và dấu hiệu đã đến. Một ngày nọ anh đang nguyện gẫm trong phòng thì Thánh Francisco Assisi xuất hiện và ra lệnh cho anh. Nhân danh Thiên Chúa anh phải mặc áo dòng Francisco để làm việc cho vinh quang Chúa Kitô và cho lợi ích các tâm hồn. Đó là tháng 7 năm 1220. Nhờ người mau re, họ đến được Ma Dốc. Chúng ta để yên cho Fernand có thì giờ để phân định dưới ánh sáng của thần khí. Bây giờ chúng ta đi tìm năm nhà truyền giáo của chúng ta ở Seville, chặng cuối của họ trước khi lên đường đi Ma Dốc. Thời đó vùng Andalusia còn dưới ảnh hưởng của người Almohades mà kể từ Ma Dốc, họ định cư, làm việc để áp đặt Hồi giáo trên toàn dân chúng. Để giúp họ hòa nhập vào người dân dễ dàng hơn, nữ hoàng Ura khuyên họ nên để tóc dài, râu dài, bỏ chiếc áo nâu ròng để mặc áo thường mà bà đã cho họ. Và họ đã làm. Nhưng khi họ đến Sevilla, họ không còn thận trọng. Họ mặc lại chiếc áo nâu ròng để đi giao giảng về Chúa Giêsu Kitô trong các nguyện đường. Nhà vua bắt họ và giam họ trong tòa tháp được xây trên bờ sông Guadalquivir. Thay vì lo lắng, họ lại leo lên đỉnh tháp để tuyên xưng sự thật về đức tin. Từ đó họ bị nhốt trong ngục tối rồi bị đưa lên tàu đến Ma Dốc. Như vậy nhờ vua người mau re này mà họ đến được Ma Dốc. Khi đức tin chắp cánh và nuôi dưỡng những người khát khao, họ đến Marrakech ở nhà linh mục Pedro, anh trai của vua người luôn nâng đỡ họ. Một nâng đỡ tích cực cho vua Abu Yaqub trong cuộc chiến chống người thổ của ông. Lòng tin tưởng của vua đối với cha Pedro là một lợi thế đáng kể cho các nhà truyền giáo. Tuy nhiên nếu nhà vua bảo vệ họ thì ngài cũng khuyên họ nên cẩn trọng vô cùng. Dù được căn dặn, nhưng họ ra đường, đến nơi công cộng giao giảng tin mừng và cho tiên tri Mahomet là tiên tri giả. Như thế là quá đáng với nhà vua. Chính tai nhà vua cũng đã nghe họ công Mahomet là tiên tri giả. Như thế là quá đáng với nhà vua. Chính tai nhà vua cũng đã nghe họ công kích người mà nhà vua xem là sứ giả của Chúa. Vì nể cha Pedro, nhà vua không lên án tử hình họ, nhưng ra lệnh đưa họ đến Ceuta để từ đó họ về Tây Ban Nha. Nhưng họ đánh lừa sự cảnh giác của những người đưa họ đi. Họ quay về Marrakech. Họ lại bắt đầu giao giảng Chúa Giêsu và chống tiên tri Mahomet. Chúa đích thực chống tiên tri giả. Sự thật chống đen tối. Vua Abu Dhabi Yaku lại bắt họ. Lần này để dứt khoát buộc họ phải im lặng, nhà vua giam họ trong ngục tối để họ chết đói. Nhưng khi nhà vua mở ngục ra, ông thấy họ có sức khỏe mạnh mẽ sau 20 ngày nhịn đói. 16. Lưỡi liềm chống thập giá. Trong suốt thời gian bị giam giữ,
họ luôn cầu nguyện và suy gẫm, nhất là về sự thương khó của Chúa Kitô, càng ngày càng nung nấu họ trên con đường tử đạo. Vì thế, bất chấp mọi nguy hiểm, thêm một lần nữa họ thoát được cung điện, nơi linh mục Pedro đón nhận họ và để cho họ rao giảng ngoài công chúng. Berat, một người trong nhóm họ đã dám lên xe vua Abu Jaku khi xe nhà vua đi ngang qua. Thoải mái như ở bục giảng nhà thờ, ông hô hào người nghe bỏ lưỡi liềm để theo thập giá Chúa Kitô, con Thiên Chúa, sinh bởi mẹ Maria đồng trinh là đấng cứu chuộc nhân loại. Đối với nhà vua, Chúa Giêsu sinh bởi Đức Mẹ đồng trinh chỉ là một ngôn sứ như bao nhiêu ngôn sứ khác, không hơn không kém. Nhưng dám nói Chúa Giêsu là con Thiên Chúa là phạm thượng, vì Thiên Chúa là Chúa duy nhất và như thế thì Ngài không thể nhập thế, lại càng không thể cứu nhân loại. Nhà vua đã nghe quá nhiều, bây giờ phải đến lúc làm cho những kẻ mạo danh này phải im tiếng. Ông bắt họ, đánh họ, bắt họ lăn trên mảnh chai, mảnh đồ gốm vỡ rồi đổ nước sôi và giấm trên vết thương của họ. Ông nói với họ, nếu họ từ chối đức tin thì ông sẽ ngưng tra tấn họ. Nhưng Ô Thon trả lời ông, Sa Tăng cút đi, đừng cám dỗ tôi tớ của Chúa. 17. Miếng mồi của cải vật chất. Chiều đến, vua Abu Jaku đưa họ vào ngục tối ban đêm. Sáng hôm sau ông dùng một cách khác để tra tấn họ, ông dụ cho họ danh dự, của cải, lạc thú nếu họ từ bỏ đức tin. Ông còn đề nghị cho họ lấy các cô nô lệ xinh đẹp làm vợ. Họ trả lời nhà vua, đức tin thực sự duy nhất là đức tin của chúng tôi. Và vinh dự duy nhất, lạc thú duy nhất của chúng tôi là được chết cho Chúa thật. Nghe những lời này, nhà vua giận điên người. Tự tay ông dùng mã tấu chặt đầu họ, đó là ngày 16 tháng 1 năm 1220. 18. Ngày trở lại vinh đám đông. Ngài đi với 28 hiệp sĩ đem hài cốt về Lisbon. Khi họ đến, họ xin mặc áo dòng Francisco để trình diện với vua Alphonse đệ nhị và triều đình. Máu của các vị tử đạo đã mang hoa trái. Nhà vua, hoàng hậu và cả triều đình, hàng giáo sĩ Lisbon và đám đông khổng lồ tự phát đến thành phố để tôn vinh các thánh tích được linh mục Pedro đặt trên hai hòm thánh tích do con la kéo. 19. Điểm đến, thập giá. Nhà vua quyết định đưa thánh tích vào nhà thờ chính tòa. Khi đi qua trước nhà thờ của đan viện thánh giá, dù mọi người làm tất cả để lên đường lại, con la nhất định không đi. Mới đầu vua Alphonse vui trước sự kiện này. Nhưng sau đó ngài đi từ ngạc nhiên đến kinh ngạc khi hiểu ra Chúa muốn để di sản quý báu này cho các tu sĩ dòng thánh Augustino đã đối xử tốt với các vị tử đạo tương lai này. Ngài mở cổng vào nhà thờ. Cùng lúc đó con la không còn sợ. Nó nhanh chân đi vào, quỳ trước bàn thờ mà thánh tích được đặt lên đó. 20. Từ dòng thánh Augustino đến linh mục dòng Francisco. Chúng ta biết, gần đây Fernand suy nghĩ để trở thành tu sĩ dòng Francisco. Chúng ta cũng đã biết một chuỗi sự kiện củng cố anh trên con đường này. Từ các chuyến thăm của tu sĩ phụ trách từ thiện đến việc năm nhà truyền giáo ở lại đan viện, rồi các thánh tích trở về bất ngờ trong nhà thờ. Cùng giai đoạn này, anh có thị kiến về thánh Francisco Assisi. Và mỗi ngày anh gần gũi mật thiết với các vị tử đạo trước hòm thánh tích. Từ đáy lòng, anh nói với họ, anh ngưỡng mộ,
hãnh diện và mong muốn được hy sinh đời mình cho Chúa Kitô như họ. Và giai đoạn phân định này đã thật sự chấm dứt. Anh tin chắc Chúa muốn anh đến với anh em dòng thánh Francisco Assisi để giúp anh sống khiêm nhường và trong tinh thần khó nghèo. Anh chỉ còn làm hai thủ tục, được đan viện thánh Anton Olivares nhận và được bề trên cho phép đi. Anh tiến hành thủ tục đầu tiên. Với anh là dễ và anh cũng không chờ lâu, chỉ cần nhờ thầy phụ trách từ thiện mới của dòng Francisco xin linh mục bề trên nhận anh. Ngay ngày hôm sau anh có câu trả lời, anh được nhận. Fernand dùng tất cả tình cảm và tài ngoại giao khéo léo để thuyết phục bề trên để anh đi theo ơn gọi sâu xa mà anh cảm nhận. Bề trên của anh phản đối, rằng ngài rất buồn đã mất đi người hứa hẹn cho cộng đoàn, cho nhà dòng, một người con mà ngài yêu hết lòng, một tấm gương cho các bạn đồng tu. Vì lo lắng đi ngược với ý Chúa, cha bề trên để Fernand ra đi, nhưng ngài xin lễ nhận áo được diễn ra ở đan viện thánh giá chứ không ở đan viện thánh Anton Olivares. Fernand nhân cơ hội chuyến viếng thăm của hai thầy phụ trách từ thiện để báo. Chương 3, trên đỉnh sóng. Đoạn 1. Luôn cao hơn. Anh đến đan viện không có tường thành. Nhà thờ khiêm tốn liền kề hai, ba tòa nhà nhỏ của cộng đoàn. Chung quanh, một vài căn lều xây dựng thô sơ, đó là các tịnh cốc của các tu sĩ. Bao quanh là các cây tùng bách cao ngất như tự hào được đứng canh gác cho lời cầu nguyện và đưa chúng lên đến tận trời. 1. Anton làm lu mờ Fernand. Rất khó để tả niềm vui của cha bề trên khi cha đón nhận người mà cha đã nghe danh đạo đức và học vấn uyên bác của họ. Một tuyển dụng đáng giá cho dòng Francisco. Theo lời xin của Fernand, cha chấp nhận Fernand có tên mới để cắt đứt các gắn bó với dòng cũ. Và thế là Fernand trở thành Anton. Ồ, Fernand cũng không tìm tòi để chọn tên cho mình. Anton là vị thánh ẩn tu mà tu viện tôn kính. Theo từ nguyên, Anton có nghĩa là sấm sét rực rỡ. Một điểm tốt cho ý nghĩa lời nói của Anton sau này. 2. Trở thành anh em hèn mọn. Căn lều dành cho Anton ở bên dưới đan viện, một căn nhà nhỏ bằng tranh, sàn đất, tường vôi, không có vật gì để trang hoàng ngoài cây thánh giá bằng gỗ. Anh thích ứng dễ dàng với đời sống mới. Anh chỉ lo thanh tẩy trong đức khiêm nhường của dòng Francisco tất cả những gì còn lại của tính tự ái, ý riêng. Anh dốc tâm chuẩn bị đáp trả sự thương khó của Chúa Giêsu bằng cầu nguyện, hãm mình và chính đời sống hy sinh của mình. Vì đã hiểu biết và có kinh nghiệm trong đời sống tu trì nên cha bề trên không đào tạo anh lại. Cha chỉ xin Anton đọc lại luật dòng để biết và sống hàng ngày với anh em. Vào cuối mùa hè, Anton thành thầy dòng Francisco gương mẫu, hòa nhập với cộng đoàn, luôn có mặt trong công việc. Không có khát vọng nào khác hơn là trở thành người anh em hèn mọn như người ta vẫn thường gọi các tu sĩ dòng Francisco. Càng ngày càng khó nghèo để trở nên càng ngày càng giàu dưới mắt Chúa. Nhưng Anton vẫn luôn giữ ước ao được đi cải đạo cho người Hồi giáo trên vùng đất Phi Châu ngày xưa là Kitô giáo này. Vào cuối hè, anh nhắc lại cho cha bề trên nhớ điều kiện khi anh vào dòng. Cha bề trên nhận thấy anh thích ứng với sứ mạng tông đồ nên cha đồng ý và sau khi khấn dòng, Anton sẽ thực hiện ước mơ của mình. Tỉnh dòng còn cho Anton được khấn sớm. 3. Nhắm đến Ma Dốc. Sau khi gia nhập dòng,
An Tôn được các bề trên chỉ định đi Ma Dốc cùng với một bạn đồng hành tên là Philip. Ngày lên đường của họ chưa được xác định, có thể khoảng mùa thu năm 1220. Vì không được an toàn nên An Tôn không đi bằng ngã bờ biển châu Phi phía nam Tây Ban Nha. Anh dự trù đi tàu thủy từ Lisbon, Bồ Đào Nha. Việc ra đi diễn ra trong điều kiện thuận lợi nhất. Khi nhìn thấy bờ biển Ma Dốc, khấn dòng, An Tôn sẽ thực hiện ước mơ của mình. Tỉnh dòng còn cho An Tôn được khấn sớm. 3. Nhắm đến Ma Dốc. Sau khi gia nhập dòng, An Tôn được các bề trên chỉ định đi Ma Dốc cùng với một bạn đồng hành tên là Philip. Ngày lên đường của họ chưa được xác định, có thể khoảng mùa thu năm 1220. Vì không được an toàn nên An Tôn không đi bằng ngã bờ biển châu Phi phía nam Tây Ban Nha. Anh dự trù đi tàu thủy từ Lisbon, Bồ Đào Nha. Việc ra đi diễn ra trong điều kiện thuận lợi nhất. Khi nhìn thấy bờ biển Ma Dốc, An Tôn và Philip vui mừng, chúng ta đến đây rồi. Chúng ta sẽ làm việc để khơi dậy đức tin ở miền đất giàu máu của không biết bao nhiêu vị tử đạo. 4. Sứ mạng bị hụt. Và họ cập bến ở một nơi mà không nhà viết tiểu sử nào có thể nhận ra. An Tôn có vẻ không hiệu quả mấy khi làm sứ mạng tông đồ. Vừa đến nơi anh bị sốt nặng phải nằm liệt giường. Thầy Philip phải dành toàn thì giờ để săn sóc An Tôn. Lo lắng cho sức khỏe của An Tôn ngày càng yếu, thầy viết thư về cho các bề trên. Vài ngày sau thầy nhận lệnh phải đem An Tôn về Coimbra ngay. Họ đến Ceuta và về nước bằng tàu. Hai người đã phải thất vọng như thế nào khi xa vùng đất mà họ muốn cống hiến đời mình để rao giảng lời của sự thật. Đứng trước năm anh em tử đạo, đã dám rao giảng Chúa Giêsu Kitô ngoài đường, trong nguyện đường, trên tháp nhà tù cho đến trên xe nhà vua, họ cảm thấy mình thấp bé. Các vị tử đạo đã được phần thưởng đời đời. Chúa có chương trình không lúc nào giống chương trình của loài người. Dĩ nhiên Ngài dành cho An Tôn các công việc khác. 5. Lệch hướng. Nhưng trước mắt Chúa, Ngài muốn An Tôn làm gì? Dù sao cũng không phải ở Tây Ban Nha. Vì lúc tàu sắp cập bến thì một cơn bão lớn ập xuống kéo con tàu đi về hướng ngược lại. Hành khách trên tàu la hét sợ hãi. Thủy thủ đoàn kiệt sức khi cố gắng đưa con tàu đi đúng hướng. Hai tu sĩ dòng Francisco cầu nguyện. Chập choạng đi nhưng con tàu rồi cũng đứng vững. Và khi thấy bờ mờ ảo trong sương mù, thuyền trưởng quyết định sẽ cập vào cảng nào thấy đầu tiên. Đó là mùa xuân năm 1221. An Tôn và Philip đến một đảo xa lạ cách đích đến của mình 2.000 cây số, đảo Sicily. 6. Dừng chân ở Sicily. Theo một số tác giả viết tiểu sử thì hai người ở trong dòng của họ ở Tauromin. Một số khác thì nói họ ở Messin. Dù sao thì nơi này nơi kia cũng thấy vết tích của họ đi qua. Điều chắc chắn là họ đã tiếp sức cho hai người khách này. Vì thế tình trạng sức khỏe của họ đủ tốt để tham dự tổng tu nghị của dòng sẽ tổ chức ở St. Mary de Angelis, gần Assisi ngày 30 tháng 5 năm 1221. An Tôn và Philip quyết định đến đó dù hoàn cảnh đưa đẩy họ xa cộng đoàn mình. Vì họ không đi được Ma Dốc, ít nhất họ cũng có được niềm vui gặp lại anh em mình, nhất là được giới thiệu với Thánh Francisco Assisi, nói chuyện với Ngài và nghe Ngài. 7. Lướt qua tổng tu nghị.
Nhưng tổng tu nghị tổ chức một năm hai lần ở Assisi là gì? Trước hết, theo Thánh Francisco Assisi, đó là dịp để các tu sĩ có trách nhiệm ở các cộng đoàn địa phương và vùng nhắc lại các giá trị về cầu nguyện và đức khó nghèo. Sự cần thiết phải đi theo Chúa Kitô và mang tin mừng đi khắp nơi dù gặp khó khăn, gặp bất trắc. Tổng tu nghị cũng là dịp để xem các nơi có giữ đúng luật dòng, cùng đưa ra các phê phán để sửa đổi các bài viết vi phạm, nhận ra các sai lầm, các lạm dụng của một số người, và nếu cần có biện pháp trừng phạt. Và cũng là dịp để hàng ngàn anh em trên thế giới về gặp nhau, trao đổi tin tức, lời khuyên, chia sẻ kinh nghiệm, nâng đỡ tinh thần cho nhau. Như thế họ có thể vui và được an ủi vì không bị cô lập. Cuối cùng, đó là nơi mà mọi bổ nhiệm được quyết định. Chính bằng cách này, Thánh Francisco chấp nhận để cho linh mục tổng đại diện Pierre Catan của mình từ chức. Bị hao mòn sức lực trong các việc không được minh bạch do các tu sĩ liên quan đến các người thập tự trinh vô đạo đức gây ra. Sau khi bày tỏ nỗi đau lòng của mình, Thánh Francisco nhắc họ sự cần thiết phải chiến đấu với lưỡi liềm và tất cả các học thuyết sai lầm khác. Không phải bằng hận thù hay lưỡi gươm mà bằng tình yêu và thánh giá theo hình ảnh các vị tử đạo mà Ngài lúc nào cũng trích dẫn. Cũng năm này, Thánh Francisco bổ nhiệm linh mục Elia làm linh mục tổng đại diện thay thế linh mục Pierre Catan. Linh mục Elia là một trong các bạn đầu tiên cùng đồng hành với Thánh Francisco Assisi. Ít hữu ích và không kỹ năng. Sau mỗi tổng tu nghị, tất cả các tu sĩ dòng Francisco trước đây chưa đảm trách chức vụ gì hoặc mong muốn có một chức vụ để phục vụ đều được các bề trên giao việc với sự đồng ý của các bề trên tỉnh dòng của họ. Anton và Philip đến kịp để dự kỳ họp tổng tu nghị này. Vào giai đoạn cuối cùng cuộc gặp, họ chờ để được giới thiệu với Thánh Francisco và rơi vào vòng tay cha, như người con ôm hôn người cha. Anton xin Philip đừng nói với ai về trình độ học vấn và uyên thâm thần học của mình. Nhưng Anton mong Thánh Francisco nhận ra bằng trực giác, như các thánh thường có khả năng này. Và Anton không nhận một lời nào từ Thánh Francisco. Ngay cả ánh mắt nhìn cũng không. Một tuyệt vọng tàn khốc đối với Anton. Thái độ của các bề trên với Anton cũng không tốt hơn. Anton chờ một trong các bề trên mời anh về đan viện của họ để làm bất cứ việc gì dù thấp bé nhất. Anton thấy họ đi từ nhóm này qua nhóm kia, nói chuyện riêng với người này người kia, ôm choàng người này người kia. Anh nghĩ sau khi họ thỏa thuận với nhau sẽ đến lượt anh, người này người kia. Anh nghĩ sau khi họ thỏa thuận với nhau sẽ đến lượt anh. Nhưng không đến lượt anh, vì anh xa lạ với mọi người. Họ nghĩ anh ít hữu ích. Không nghĩ anh có khả năng nên không một bề trên nào đến đề nghị anh làm việc với họ. Đáng lý anh có thể đến trước mặt họ, giới thiệu các khả năng và công trình của mình đã làm để xin họ cho mình phục vụ. Anh cũng có thể nói, khi anh rời dòng cũ, họ đã tiếc một tài năng như anh đã rời dòng. Nhưng anh không nói gì. Anh dâng lên cho Chúa niềm xót xa do các anh em mình gây ra. Anh kết hiệp với Chúa, với sự hấp hối của Chúa trong vườn cây dầu, khi Ngài bị mọi người ruồng bỏ và nhất là khi Ngài lên núi Can Vê, bị khạc nhổ, bị sỉ nhục. Bây giờ Anton mới hiểu tinh thần không bám dính, rừng dưng thánh thiện của các tu sĩ thật sự có ý nghĩa như thế nào. Đoạn 2. Trên đỉnh sóng. 1. Để bắt chước Chúa Giêsu bị đóng đinh. Khi mọi người ra về,
nơi gặp chẳng còn ai, chỉ còn cha Grayson, bề trên tỉnh dòng Bồ Đào Nha. Cha tìm một linh mục để dâng thánh lễ hàng ngày cho 6 tu sĩ sống ở tĩnh viện Monte Paolo, bên sườn đồi Apennine, cách Forlì khoảng 20 cây số. Có phải cha thấy được nét thất vọng trên khuôn mặt của Anton đó không? Hay Anton có sáng kiến muốn đến gặp cha? Các sử gia chia sẻ cả hai ý. Cha Grayson hỏi Anton, anh có phải là linh mục không? Anton trả lời, dạ có thưa cha, con là linh mục. Anton không nói một câu về nguồn gốc, về học vấn xuất sắc của mình. Anton chỉ xin cha cho mình theo ngài, để trong khiêm nhường của cô tịch, anh học để hiểu biết, yêu thương và bắt chước Chúa Giêsu, đấng chịu đóng đinh. Linh mục Grayson hẳn được cảm hóa bởi câu trả lời này hơn tất cả các tài năng trí tuệ khác của Anton. Và rồi, cha tự nhủ, nếu Anton không học cao thì Anton cũng có thể dâng thánh lễ cho 6 thầy sống nơi hẻo lánh này. Xúc động trước sự chân thành của Anton, cha trìu mến ôm hôn và mời Anton đi theo ngài. 2. Ở ngã tư đường, cha cũng đề nghị thầy Philip làm cần vụ ở đan viện Città di Castello. Thầy cũng chưa có việc làm. Mới đầu 3 người đi chung với nhau, nhưng khi đến Città di Castello thì thầy Philip từ giã họ. Chúng ta hiểu Anton buồn như thế nào khi xa thầy. Anh nhớ lại các kỷ niệm cùng chia sẻ với nhau, cùng niềm nhiệt huyết, cùng đau khổ, cùng thất vọng. Nhưng Đức vâng lời gửi họ đi các chân trời khác nhau. Đó là ý Chúa nói qua tiếng nói các bề trên của họ. Tại Forlì, linh mục Grayson đi tiếp về Bồ Đào Nha nơi cha ở. Sau khi nhận phép lành và lớn sườn núi giữa hàng cây thạch thảo và linh sam. 3. Trong Chúa Kitô. Đến đan viện, anh được các bạn mới đón tiếp. Họ không che giấu được niềm vui có một linh mục đến với họ. Thầy bề trên biết chuyến đi khó khăn của Anton đến Ma Dốc, biết vấn đề sức khỏe chưa ổn định với hành trình lâu dài đến Sicily, nên thầy chỉ giao cho Anton công việc duy nhất là dâng thánh lễ và giảng lễ hàng ngày. Có thể nói dâng thánh lễ là một ơn của Anton. Anh được sống lại sự thương khó của Chúa Giêsu Kitô, được làm cho mình Thánh Chúa sống động và vinh quang hiện diện giữa anh em, và được mang thức ăn thiêng liêng đến cho anh em mình. Nhưng ngược lại, soạn bài giảng là việc làm khó khăn với Anton. Không khó khi chọn đề tài, nhưng là cấu trúc. Chúng ta biết Anton có nhiều khả năng để làm, nhưng có một chuyện mà Anton chưa biết, phương ngữ địa phương. Một điểm yếu nhưng Anton giải quyết dễ dàng. Anh có trí nhớ phi thường và tài năng hóa giải đặc biệt. 4. Ơn gọi ẩn sĩ. Chung quanh đan viện, các tu sĩ xây các tịnh cốc để ai muốn thì có thể đến đó một mình. Đôi khi có các tu sĩ khác bên ngoài cộng đoàn cũng đến để lấy lại năng lực thiêng liêng hay nghỉ mệt sau khi đi sứ mạng ở nước ngoài về. Khi mới đến, Anton cảm thấy mình ở trong 4 bức tường. Anh chưa bình phục sau các khó khăn. Anh cảm thấy cần nghỉ ngơi, cần đào sâu đời sống nội tâm của mình. Anh được phép lui về một tịnh cốc được các bạn xây trong hốc đá, trên đỉnh núi mà dưới chân núi là đan viện. Anh làm gì với thời gian của mình? Anh dậy rất sớm để bắt đầu ngày suy niệm. Sau đó anh xuống đan viện để dâng thánh lễ. Ăn sáng xong anh làm việc nhà, chùi dọn các phòng, làm bếp.
Buổi trưa, anh dự giờ đọc Thánh Vịnh chung, ăn trưa với anh em rồi về Tịnh Cốc. Từ đó anh chỉ xuống đan viện vào sáng hôm sau. Buổi tối, anh ăn vài lát bánh mì và uống nước suối gần Tịnh Cốc của mình. Buổi chiều, anh dành hết cho việc nghiên cứu các sách của thư viện. Anh đọc, anh chú giải, anh đưa ra các đoạn và tìm nét tinh túy trong đó. Chính trong cổ tịch này mà Anton viết ghi chú các điều hòa hợp giữa Cựu Ước và Tân Ước, hoàn thiện các công việc làm trước đây của anh và ghi lại các thánh vịnh của vua David với các chú giải phong phú. Các ẩn sĩ ở Monte Paolo sớm nhận ra khả năng trí tuệ và thần học của Anton. Chắc chắn họ thấy trong thánh lễ buổi sáng, các bài giảng phong phú, hợp với mùa phụng vụ và đời sống cộng đoàn. Nhưng họ nghi ngờ, dưới bụi cây vô minh giả vờ, anh có che giấu ơn Chúa nóng bỏng đó không? Anh có cảm nhận một ơn gọi ẩn tu mới không? Đoạn 3. Trên đỉnh sóng. 1. Trong bàn tay của Chúa. Cũng đã 8-9 tháng Anton buộc phải ra khỏi Tịnh Cốc của mình. Lòng nhiệt huyết muốn trao truyền đức tin không phù với nơi hẻo lánh giữa thiên nhiên chỉ để giảng cho 6 tu sĩ gần như không biết chữ này. Nhưng Anton loại mọi suy nghĩ cá nhân về một định hướng mới có thể có cho ơn gọi của mình. Anh phó mọi việc vào bàn tay Chúa. Người sẽ can thiệp thêm một lần nữa. Ngày 19 tháng 3 năm 1222, đêm trước Chúa Nhật Thương Khó, nơi sẽ có một cuộc tụ họp đông đảo ở trụ sở của Tòa Giám mục Foley. Dịp này nhiều tu sĩ dòng Francisco và dòng Đa Minh sẽ chịu chức. Cha bề trên của Đan viện Monte Paolo cũng đến. Đi cùng có Anton và các đồng bạn. Nhà thờ chính tòa chật ních vì các tu sĩ hai dòng đều về đây đầy đủ. 2. Ai lên tiếng? Trong lễ chịu chức, giám mục tại chỗ thường có thói quen giao cho một trong các bề trên cộng đoàn đọc lời khích lệ cho các tân linh mục trước buổi lễ. Chủ đề chung quanh tầm quan trọng sự dấn thân của họ, phẩm chất sứ vụ của mình và các bổn phận theo đó. Năm đó giám mục chỉ định việc này cho các bề trên dòng Đa Minh, nhưng người này người kia thoái thác. Lý do. Một lý do cho tất cả mọi người, một bài giảng hay của người chuyên đi giảng phải được chuẩn bị có bài bản. Không thể ngẫu hứng lại càng không thể làm trong một thời gian ngắn. Không có chuyện phơi bày ra cho mọi người thấy thất bại của mình. Giám mục chỉ biết cầu cứu các cha dòng Francisco, chủ yếu là bề trên giám tỉnh, linh mục Grayson. Cha cố gắng nhưng vô vọng để tìm một người có thể làm công việc này, ai cũng từ chối. Họ nói mình không đủ sức. Cha nhớ lại người cha đã gặp ở tổng tu nghị St. Mary de Angelis. Người có bề ngoài đơn sơ nhưng tâm hồn sâu sắc và chỉ muốn phục vụ cho tình yêu của Chúa Kitô bị đóng đinh. Nếu người này không giỏi thì tình yêu cho Chúa sẽ bù lại và Chúa Thánh Thần sẽ giúp họ. 3. Lộ ra. Chúng ta hình dung Anton run lên khi ánh mắt cha Grayson quay về anh và nhờ anh đọc bài khích lệ. Anh dáng bập bẹ thoái thác. Nhưng khi một thoáng bị khớp trôi qua, anh tỉnh trí và nhớ lại Đức vâng lời. Anh vượt lên sức nặng của tất cả các ánh mắt nhìn vào. Anh quỳ dưới chân giám mục để xin Ngài ban phép lành. Anh bắt đầu, anh chọn đoạn thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Philippe ngày thứ năm tuần thánh, Chúa Kitô vâng lời cho đến chết. Ngay khi anh đi vào chủ đề, mắt anh sáng lên. Anh đọc với một giọng trầm tĩnh và nghiêm trọng. Cử chỉ hào hùng và tự tin đi theo lời mới đầu rụt rè.
sau nhanh nhẹn và càng lúc càng mạnh. Các lời giải thích rõ ràng, trong sáng, học thuyết phong phú lôi cuốn cử tọa. Một tài hùng biện nói lên tâm hồn của lửa. Khi anh nhấn mạnh đến tầm cao cả và phẩm giá trong vai trò người linh mục, những người đến bây giờ vẫn còn dè dặt. Họ lặng người, không còn nụ cười nhạo bây giờ vẫn còn dè dặt. Họ lặng người, không còn nụ cười nhạo báng, không còn ra vẻ tội nghiệp. Họ đã được chinh phục. Anton nói gì với họ? Rằng linh mục là một Chúa Kitô khác. Xin anh em, mà bàn tay và miệng lưỡi vừa được thánh hiến sẽ là bàn tay và miệng lưỡi của Chúa Kitô trong sự canh tân của mầu nhiệm thánh thể. Phải suy gẫm về đức tính thiết yếu này. Đó là đức vâng lời mà từ Bethlehem đến núi Sọ đã hiện diện không ngừng nơi đấng đã nói, thức ăn của ta là làm theo ý cha ta. Và Anton nhắc đến sự hạ mình của ngôi lời nhập thể trong máng cỏ. Con Thiên Chúa đã không sợ được sinh ra bởi trinh nữ, vì mẹ Maria cũng là người hoàn toàn khiêm nhường và tuyệt đối vâng lời. Anton tiếp tục lời khích lệ của mình. Anh xin tất cả các tân linh mục đặt mình dưới sự bảo trợ của mẹ Maria. Một lời cầu xin làm nhiều người rơi nước mắt, Maria khiêm nhường. Mẹ là sao biển. 12 tia sáng rọi chiếu ban đêm, soi lối chỉ đường cho chúng con về tới bến. Mẹ tỏa sáng như ngọn lửa, chỉ cho chúng ta con đường đến với Chúa Giêsu. Như phúc âm thánh Matthew viết, hãy học từ ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Người nào không hướng về ngôi sao này là người mù quáng. Chiếc thuyền con mong manh là đồ chơi nhỏ bé trong cơn giông bão và nó sẽ chìm trong các đợt sóng. Ôi! Ngôi sao biển! Ôi khiêm nhường trong lòng! Mẹ đã biến biển cả bão tố khủng khiếp thành mặt hồ yên lành tĩnh lặng. Các lời cuối cùng du dương này còn nhói lòng hơn sự thật. Vì so sánh mẹ Maria với ngôi sao biển, người nghe cảm nhận kinh nghiệm sống của Anton. Biển cả, giông bão, bão tố, nỗi sợ, trôi giạt. Anh biết họ phải chịu đựng tất cả. Anton chưa quên. Tuyệt vọng biến thành hy vọng khi ngoài mọi mong chờ. Biển cả không nhấn chìm tàu. Biển cả đưa khách về tới bến an toàn. Đúng, đối với các linh mục, mẹ Maria là trạng sư của các trường hợp tuyệt vọng, là ngọn hải đăng soi chiếu ban đêm, là chỗ ẩn náu cho những đứa con yêu quý. Anh dừng lại một lúc để lấy sức. Sau đó anh tiếp tục nói đến đức vâng lời của Chúa Giêsu với cha mẹ ngài. Anh nhiệt tình, hãy để tất cả mọi kiêu ngạo tan ra như sáp. Hãy để mọi kháng cự đầu hàng. Hãy để mọi vâng lời được tuần phục bằng cách bắt chước Chúa Giêsu đã tuần phục cha mẹ ngài. Ngài, Thiên Chúa cao cả, làm những chuyện phi thường lại là người tuân phục cha mẹ mình. Và ngài tuân phục ai? Người thợ mộc và cô trinh nữ nghèo. Lạy Chúa, Chúa là người đầu tiên và là người cuối cùng. Ôi, vua của các thiên thần, ngài muốn tuần phục con người. Có ai bao giờ từng nghe những chuyện như vậy? Sau đó Anton đề cập đến nguyên tắc cấu thành chủ đề của mình, vâng lời thiêng liêng trước thập giá, than ôi. Ngài bị xiềng xích. Ngài bị sỉ nhục. Đấng là vinh quang của các thiên thần. Chúa của vũ trụ lại bị đánh đập. Tấm gương không tì vết bị mờ đục. Huy hoàng của vinh quang vĩnh cửu bị che khuất. Đấng là sự sống của người phàm cũng bị chết. Đấng là sự sống lại chết cho những người chết. Và những người khốn khổ chúng ta, chúng ta còn gì nếu không là chết với ngài? Ôi tâm hồn tôi,
hãy nhỏ nước mắt cay đắng cho sự thương khó của một Chúa bị đóng đinh, như chúng ta khóc cho cái chết của đứa con duy nhất. Những tiếng thở dài và nước mắt của cửu tọa buộc anh phải lên tiếng, các bàn tay này khi tiếp xúc với người phong cùi. Sự sống đã trở lại. Ánh sáng được trả lại cho người mù. Ma quỷ chạy trốn. Lương thực được gấp bội. Khi nói những lời này, khuôn mặt Anton giàn giụa nước mắt. Anh nghẹn lời không nói được. Bài khích lệ chấm dứt. Tất cả cử tọa mê mẩn ngồi nghe. Tiếng thở dài và nước mắt là bản hòa tấu cho các lời cuối cùng của Anton. Và rồi là im lặng. Mỗi người tự đáy lòng mình ngưỡng phục sự hiểu biết sách thánh sâu đậm của Anton. Trong đó anh đưa ra nhận xét của mình. Trải rộng trên tầm hiểu biết thần học được anh đưa ra dẫn chứng. Và nhất là lời nói của anh xuất phát từ quả tim nóng bỏng yêu thương. Như có nhiều lò lửa cùng thổi bùng lên tâm hồn người nghe. Cuối cùng mọi người đều kính phục. Trong ký ức các tu sĩ dòng Francisco cũng như dòng Đa Minh chưa có ai nghe một bài giảng như vậy. Trong lòng nhiệt thành chung, tâm hồn người nghe tràn ngập an ủi. Linh mục Grayson không tin vào tai mình. Chính cha đã khiêm tốn xin Anton giảng. Bây giờ cha lại càng tự hào với lòng ngưỡng mộ của mình. Buổi chiều, cha gửi người đưa tin đến Thánh Francisco Assisi để báo cho ngài biết. Khi Thánh Francisco đọc xong thư, ngài rất hân hoan. Với nụ cười láu lỉnh, ngài hài hước nói, bây giờ chúng ta có một giám mục. Ngài cho linh mục Grayson biết ngài khen quyết định của cha đã đưa Anton ra khỏi tĩnh viện, người mà ngài chỉ định để đi giao giảng phúc âm khắp thế giới. Bức thư ngài viết cho Anton để báo tin trên. Ngài viết, gửi thầy Anton, giám mục của tôi. Các thu hoạch đầu tiên. 1. Các tài năng cần lộ ra. Chắc chắn khi so sánh Anton với một giám mục, Thánh Francisco muốn nói đùa. Nhưng ngài cũng muốn chính thức công nhận các ơn về mặt thần học và nghệ thuật nói trước công chúng của Anton. Các ơn nổi tiếng trong tin mừng mà Chúa Kitô qua ngôn ngữ gợi hình của dụ ngôn đã xin chúng ta. Đừng khiêm tốn giả tạo, nhưng dùng tài năng này để phục vụ giáo hội vì tình yêu cho ngài. Vì thế Thánh Francisco muốn chấm dứt hành trình lâu dài đi tìm con đường Chúa đang chờ mình. Điều này được nói lên trong ghi chú ngắn gọn ngài gửi cho Anton, cha nghĩ con giảng thần học cho anh em chúng ta là điều tốt. Nhưng cẩn thận đừng để tinh thần hương nguyện bị dập tắt nơi con cũng như nơi người khác như luật dòng của chúng ta đã quy định. Cha rất coi trọng chuyện này. Cha chào con. 2. Hai hệ thống không quá đối lập nhau. Ghi chú ngắn gọn nhưng tóm tắt cả hệ thống giáo dục giao giảng của dòng Francisco. Giữ tinh thần hương nguyện sâu đậm để duy trì tâm hồn luôn tiếp xúc với ngọn lửa thiêng xuất phát từ những gì của Chúa và truyền đạt lại ơn Chúa. Vì thế với tu sĩ dòng Francisco, đó là quả tim luôn bừng cháy dẫn dắt và luôn thăng tiến trong huyền nhiệm tình yêu Chúa. Nên học thuyết được truyền từ trái tim dịu dàng này qua trái tim dịu dàng kia. Các suy đoán siêu hình học để cho các nhà thông thái dòng Đa Minh, những người đến được với trái tim không phải do tự phát nhưng qua các kết luận của các định lý đã suy nghĩ vững chắc của họ. Và đó là hai cách tiếp cận khác nhau, nhưng có cùng mục đích mang tin mừng đến cho tất cả mọi người, theo cách phù hợp nhất với từng người, trong từng hoàn cảnh, cùng nỗ lực để tiêu diệt tận gốc sự dữ. Đó không phải là các môn đệ của Thánh Đa Minh có khuynh hướng bắt nguồn từ tình yêu trong hiểu biết và bảo vệ sự thật. Và môn đệ Thánh Francisco bắt nguồn từ đức tin và sự thật trong quả tim nồng cháy vì tình yêu đó sao? 3.
Thánh Francisco sửa đổi luật của mình. Trên nguyên tắc, Thánh Francisco không muốn làm cho anh em mình là những cái giếng thần học. Nhưng từ vài năm nay, dị giáo Manichaeo đã xuất hiện trở lại dưới tên lạc giáo Catha ở miền nam nước Pháp và một vài vùng ở Đức và Tây Ban Nha. Ở Ý, các thành viên Catha ở vùng Piemont, Lombardy, Emilia và nhiều nhất là ở Romagna. Cho đến lúc đó, Thánh Đa Minh cùng với các môn đệ của mình đi khắp mọi nẻo đường để chinh phục và đưa họ về lại với giáo hội. Nhưng ở đây, năm 1221, Ngài đã an nghỉ trong chuyến đi tông đồ về bên cạnh Chúa. 4. Một ghế dành cho Anton. Như thế, Thánh Francisco hiểu mình sẽ cầm ngọn đuốc của Đa Minh để đào tạo các tu sĩ vững mạnh về mặt thần học, để họ đủ khả năng bác bỏ lập luận sai lầm của tà phái dưới ánh sáng học thuyết Công giáo. Vì thế, Ngài bổ nhiệm Anton làm giáo sư thần học ở Bologna vào khoảng lễ phục sinh năm 1223. Thời gian còn lại, Anton sẽ đi gặp những người Catha ở gần nhất, những người làm nhiễm vùng Romagna. Cận cảnh về dị giáo Catha là gì? Một nhị nguyên cơ bản. Đó là học thuyết dựa trên sự ghi nhận có cuộc chiến đấu thường xuyên giữa cái thiện và cái ác. Cả hai đều đến từ hai thần có sức mạnh ngang nhau, thần của sự thiện tạo ra tinh thần, linh hồn. Thần của sự ác tạo ra chất liệu trong tất cả các biến thể. Gần như không có định nghĩa nào của thần trí mà còn bí ẩn. Tâm hồn lại càng không. Chúng ta biết nhiều về vấn đề này, nhất là về con người. Được dựng lên bằng xương bằng thịt, con người không tinh tuyền, vì được thần ác tạo nên. Các dữ liệu được dựng lên này, tất cả được trừ định trước. Con người vật chất không thể được cứu. Tuy nhiên, một số người ưu tiên có thể được thanh lọc qua nghi thức đặt tay và tin mừng trên người được rửa tội. 5. Những người tinh tuyền. Những người tinh tuyền là những người nhận được ưu tiên này ngay từ khi mới sinh. Nó chỉ được ban cho một lần và không có gì có thể khôi phục sự tinh tuyền một khi nó bị mất. Vì thế, những người đã được nhận, khi họ có nguy cơ phải bị khôi phục lại một hay nhiều lần nếu cần. Họ phải có một đời sống gương mẫu để duy trì tình trạng học hành này, đời sống thanh đạm, thái độ khắc khổ, khiêm nhường trong ánh mắt, trong y phục. Ăn chay không đúng, không ăn trứng, thịt, sữa vì đó là các thức ăn không tinh tuyền, không có lạc thú của con người kể cả lạc thú tình dục. Và tất cả những điều này không che đậy để có thêm tín đồ mới. Họ không những nâng đỡ lẫn nhau về mặt đạo đức mà còn về các khía cạnh khác. Xã hội, nghề nghiệp, tiền bạc. Họ được giữ kín tuyệt đối nhất và nhận ra nhau qua dấu hiệu riêng. 6. Và những người khác. Hầu hết người Catha thích tái tạo lại tình trạng consolamentum cho những trường hợp bệnh nặng hay với người sắp chết. Ngược với những người tinh tuyền tuân phục vào sự từ bỏ tuyệt đối, các người khác không bị ràng buộc bởi một quy tắc nào, bởi vì họ cho rằng tất cả mọi thứ trong con người là không tinh tuyền. Vì cuối cùng họ sẽ được thanh luyện, nên họ càng hưởng tất cả các lạc thú trần thế, không giới hạn gì. 7. Hậu quả tai hại. Hậu quả của một học thuyết như vậy là gì? Về mặt đạo đức, vì không có quy tắc chuẩn mực, mọi cấm đoán đều được dỡ bỏ, mọi lệch lạc được xem là bình thường nếu nó không nổi trội. Đó là cho phép phóng túng,
không kiểm soát, ma túy, rượu chè, khiêu dâm, phá thai, theo chủ nghĩa yêu sinh. Trên khía cạnh gia đình, đó là sự phủ nhận tình yêu giữa người nam và người nữ, phá hủy hôn nhân và việc sinh con, một cái chết của gia đình. Về mặt xã hội, đó là sự bất tuân bất cứ luật lệ đạo đức nào vì mọi thứ trật và mọi quyền lực đều được quyết định và xử lý bởi con người. Và cũng ngược đời cho chủ trương phóng túng. Người ca tha lại gò bó khi phải làm việc trong bí mật để xây dựng một mạng lưới ảnh hưởng. Đưa quyền lực vào tay những người có khả năng làm cho các ý tưởng của họ đi tới. Kết quả là bất cứ ai muốn thực thi trách nhiệm chính trị, xã hội của mình hay đơn giản bất cứ ứng viên nào đi tìm việc, họ phải tuân thủ theo các quyết định của tà phái. Về mặt tôn giáo, người ca tha không thể chấp nhận một thiên chúa là thần khí có thể xuống thế trong một thân xác, mà bản chất là bị hủy hoại. Cũng vậy, bánh thánh không thể xem là sự hiện diện có thật bột và nước, do đó là từ vật chất. Vì thế cần phải hạ uy tín thứ trật, hủy bỏ chức thánh là nền tảng của đạo Công giáo và phải ra các luật giảm sự tự do của giáo hội, tước đoạt tài sản của họ và tước đi một phần hoặc toàn bộ cơ cấu ảnh hưởng về mặt xã hội của giáo hội và tất cả cuộc sống siêu nhiên. 8. Một học thuyết chết người. Cuối cùng đó là tà phái mà chủ nghĩa quyết định triệt để thay thế ý chí tự do. Chủ nghĩa số phận che mờ mọi phân định. Vô trật tự phá hủy tất cả mọi thứ trật đã ổn định. Tệ hơn nữa, chủ nghĩa bi quan hủy diệt mọi hy vọng, phủ nhận mọi kết quả công việc tốt lành của ân sủng và bí tích trên tâm hồn, thể xác. Giáo hội chân chính được xây dựng bởi một Chúa nhập thể duy nhất, chết để cứu nhân loại, sống lại để đưa nhân loại về hưởng hạnh phúc đời đời trong sung mãn của Ngài. Đoạn 2. Các thu hoạch đầu tiên. 1. Tìm hiểu nhà hùng biện thiêng liêng. Sau khi theo Thánh Antôn trong các công việc đầu tiên của Ngài như người đọc sách thiêng liêng, bây giờ chúng ta xem Ngài trong vai trò người giao giảng. 2. Bí ẩn của ngôn ngữ. Trước khi theo Thánh Francisco trong cuộc chiến chống người lạc giáo ca tha, chúng ta có câu hỏi, Ngài giảng bằng ngôn ngữ nào? Các sử gia đưa ra nhiều giả thuyết. Ngài giảng bằng tiếng Bồ Đào Nha là tiếng mẹ đẻ của mình. Để thính giả hiểu thì thần khí làm công việc còn lại, như các thánh tông đồ sau lễ hiện xuống. Cuộc tranh luận gần như không thuyết phục vì khó mà hình dung Chúa làm phép lạ. Vậy thì có giả thuyết khác. Ngài giảng trong một loại ngôn ngữ hỗn hợp của hai phương ngữ vùng bán đảo Ý nơi Ngài cư ngụ, Sicily và Monte Paolo. Cử tọa của Ngài có thể hiểu ý nghĩa của một số chữ và các thành ngữ quan trọng đủ để nắm ý nghĩa lời của Ngài. Lập luận này có thể được chấp nhận cho các bài giảng ở Forli và ở Bologna. Nhưng không phải cho tất cả địa phương có phương ngữ khác nhau, nơi Ngài sẽ đến sau này. Ngài nói tiếng Latin bình dân, không phải tiếng Latin trong văn học, vì thời đó ai cũng hiểu tiếng Latin bình dân này. Điều có thể xảy ra là trong mỗi vùng, mỗi bang, hoặc có thể mỗi nước, Ngài có thể minh họa bài giảng của mình qua các thành ngữ lấy từ văn nói của địa phương. Chúng ta giữ lại giả thuyết này. Người đọc sách đầu tiên của Bục Seraphine. Sau khi rời tĩnh viện Monte Paolo để đi Bologna, Antôn là thầy đọc sách đầu tiên, cũng có thể gọi là giáo sư thần học của dòng. Trung thành với lời khuyên của Thánh Francisco, Ngài khuyên Antôn phải nuôi dưỡng đời sống hương nguyện của mình,
An Tôn đã biến Bục Giảng là trường học của hiểu biết và thánh thiện. Học trò của An Tôn không phải chỉ là các tu sĩ dòng Francisco nơi An Tôn ở, một số đông thanh thiếu niên trẻ ham hiểu biết đổ xô đến lớp học của ngài. Trong một thời gian ngắn, sự ngưỡng mộ của họ đã làm cho An Tôn. Vì sao nhiều người tìm đến học với An Tôn? Chúng ta đã biết tài năng của An Tôn về thần học, về hùng biện và trí nhớ phi thường giúp cho An Tôn có thể trích thuộc lòng bất cứ bản văn nào của Thánh Kinh, sách của các tổ phụ. Với tất cả các tài năng được công nhận này, cộng thêm An Tôn đưa vào các sự thật của giáo hội, không phải chỉ giới hạn trong các khái niệm bắt buộc hay cấm đoán nhưng bằng cách dùng đến trí thông minh, lý trí và cảm xúc của con người. Như chúng ta đã thấy, An Tôn đã thành lập một hệ thống các so sánh, các hòa hợp, tương đồng và các ẩn dụ khác để làm sáng tỏ các bài giảng của mình và chạm đến tâm hồn cử tọa. Nhưng không phải chỉ có thế. Vì tất cả tiến trình này nhằm tham dự vào cuộc sống hàng ngày của mỗi người để họ tìm thấy ở đây là nguồn đức hạnh, một con đường đưa họ đến với Chúa qua tình yêu vô hạn của con của Ngài. Một tình yêu có nguồn cội trong quả tim bị lưỡi đòng đâm thấu và vẫn còn hiện diện trong giáo hội, trong các bí tích chúng ta nhận và qua lời Chúa mà các thừa tác viên của Ngài truyền cho chúng ta. Chúng ta lấy ví dụ cụ thể rút từ một trong các bài giảng của An Tôn. Tài liệu tham khảo trích từ sách tiên tri Isaiah. Ngày ấy trong xứ Ai Cập sẽ có năm thành nói tiếng Canaan và một trong năm thành đó sẽ được gọi là thành mặt trời. Trong chú giải của mình, An Tôn ví năm thành phố này với năm vết thương của Chúa Kitô nơi mà toàn thể nhân loại tội lỗi có thể đến trú ẩn. Và An Tôn tiếp tục, nếu năm vết thương của Chúa Kitô là thành phố lánh nạn thì vết thương trái tim Chúa là thành phố của mặt trời, tâm điểm vĩnh cửu của ánh sáng và hơi ấm siêu nhiên. Qua cánh cửa mở ra của Chúa Giêsu, cửa thiên đàng đã mở cho chúng ta. Trong một bài học khác dành cho các học sinh của mình, An Tôn trở lại chủ đề với các hình ảnh khác, các con hãy giống như con chim bồ câu. Nó làm tổ của mình khắc sâu trong lỗ rỗng của đá. Nếu Chúa Giêsu là đá, lỗ rỗng của đá là nơi tâm hồn chúng ta phải đến trú ngụ. Đó là vết thương bên cạnh sườn Ngài, vết thương dẫn đến quả tim của Ngài. Và ở nơi khác, Chúa Giêsu Kitô là hai bàn thờ được nói đến trong luật cổ, một bàn thờ bằng đồng trong cơ thể đẫm máu, một bàn thờ bằng vàng trong quả tim yêu thương nóng bỏng của Chúa. Suy gẫm về các đau khổ bên ngoài của Chúa Giêsu là thánh thiện và xứng công. Nhưng nếu chúng ta muốn tìm vàng nguyên chất, chúng ta phải đi vào bàn thờ bên trong, trong tận trái tim của Chúa Giêsu và học hỏi sự phong phú tình yêu của Ngài. Các trích đoạn này giúp chúng ta hiểu hơn lý do vì sao các lớp học của An Tôn được thành công trong 2 năm An Tôn dạy thần học ở Bologna. Chúng ta ghi nhận ở đây An Tôn tôn trọng các ước muốn của Thánh Francisco, dạy cho các anh em mình sự hiểu biết thần học và duy trì với họ tinh thần hương nguyện dẫn họ đến đỉnh cao của đức ái thiêng liêng và trong tinh thần huynh đệ. Do đó trường phái trường Seraphim được mở ra, lấy cảm hứng từ Thánh Francisco Assisi và An Tôn là người giảng dạy đầu tiên. Người đã rời Bologna sau khi ở đó 2 năm, đã đào tạo ít nhất được 6 thầy đọc kế vị mình. Ba, một nhà giao giảng thành công. Ngoài chức vụ thầy đọc, An Tôn còn đi giảng bất cứ đâu có yêu cầu, nhất là ở Roma nhờ. An Tôn đã giảng ở Forli, Faenza, Imola, Bologna, Rimini. Các nhà viết tiểu sử không đưa ra nhiều chi tiết về các bài giảng của An Tôn ở các địa phương khác nhau,
ngoại trừ Rimini như chúng ta sẽ thấy sau. Nhưng chúng ta biết được năng khiếu giảng thuyết của Anton, cấu trúc và nội dung các bài giảng, kết quả nơi các người nghe là bằng chứng. 4. Lời nói của lửa. Ngài có tài năng đặc biệt của người giao giảng thiêng liêng, ân sủng thu hút, ngọn lửa truyền cảm, sức mạnh chinh phục, hiểu biết tâm hồn con người và sách thánh. Một sức thổi khởi động nơi Anton, sức thổi thần thánh ở các nhà tiên tri. Lịch sự, dễ mến, thoải mái tự nhiên, dễ gần, giọng nói to, rõ ràng, linh hoạt để truyền đạt tốt hơn cảm xúc Anton muốn truyền. Đó là sứ giả tin mừng không mệt mỏi đi từ thị trấn này qua thành phố khác. Người gieo giống. Gieo hạt tốt của chân lý trên luống cày mỗi ngày. Là anh hùng của tin mừng. Đầy khôn ngoan. Trí tuệ nói với quyền uy cho tín hữu. Với tất cả năng khiếu và phẩm chất. Cộng thêm vào đó là đức tính dũng cảm và trung thành với đức tin, không có gì có thể làm cho Anton mềm lòng. Không suy yếu cũng không ngụy trang sau các câu của tin mừng. Anton loan báo tin mừng cho người lớn cũng như cho trẻ em với cùng một sức mạnh và lòng nhiệt huyết. Không phân biệt. Anton truyền cho họ các mũi tên sự thật. Với những người không tin, Anton lập luận và thuyết phục họ với logic của mình. Với những người tin, Anton dịu dàng và năn nỉ họ. Với những người báng bổ, Anton cảnh báo họ và làm cho họ đỏ mặt vì hạnh kiểm không tốt của họ. Anton có một khả năng thích ứng với hoàn cảnh và con người mà học thuyết cứu rỗi được đem ra phục vụ cho cử tọa như thức ăn trên bàn tiệc. Sau cái nhìn tổng quan về cách làm việc của Anton trong các bài giảng của mình, chúng ta hiểu hơn các khuyến nghị Anton nhắn với học sinh. Tất cả công việc của một nhà hùng biện Kitô giáo là cố gắng trong mục đích duy nhất, cứu rỗi các linh hồn. Nhiệm vụ của họ là nâng những người đã ngã, an ủi những ai đang khóc, trong khiêm nhường trọn vẹn và hoàn toàn bất vụ lợi, để ban phát kho tàng ơn thiêng liêng như mây từ trời đổ nước mưa xuống cho trái đất được màu mỡ. Phải cầu nguyện trong yêu thích. Suy gẫm phải là thức ăn của tâm hồn. Nếu được như vậy, lời của Thiên Chúa, lời của sự thật, sự sống, của tình yêu, của ân sủng sẽ xuống trên người cầu nguyện và lấp đầy người đó bằng sự huy hoàng rực rỡ của Chúa. Đoạn 3. Đào tạo thần học ở các tu sĩ dòng thánh Augustino, nơi Anton có sự hiểu biết hoàn hảo về sách thánh, về các tác phẩm của giáo phụ, với một học thuyết vững chắc và một nghệ thuật hùng biện ngoại thường. Ở dòng thánh Francisco, Anton thấm nhuần tinh thần khó nghèo, đơn sơ dễ mến, đặc nét của một tông đồ đích thực lôi cuốn mọi tâm hồn đến với Chúa Giêsu qua lời và qua sức mạnh tấm gương của Anton. Nguồn của Anton thì đa dạng. Với các tiên tri, Anton mượn màu sắc và tinh thần mãnh liệt của họ. Với các thánh sử, Anton thấm được sự đơn giản và các dụ ngôn nhẹ nhàng. Với các giáo phụ và các tiến sĩ thì các lập luận hùng biện của họ. Anton biết thích ứng với các bài phụng vụ quanh năm hoặc các sự kiện, và cũng với mọi người. 2. Nhân danh thần khí. Trước khi giảng một bài giảng, Anton quỳ trước nhà tạm để đọc lời cầu nguyện do mình soạn. Ánh sáng của thế giới, Thiên Chúa vĩ đại, Cha của vĩnh cửu, của khôn ngoan và của hiểu biết, Đấng giàu lòng nhân từ và người ban phát ân sủng thiêng liêng vô giá, Đấng biết mọi sự trước khi xảy ra. Xin Chúa đưa tay ra chạm vào môi miệng con,
làm cho môi miệng con như thanh kiếm sắc để mạnh dạn nói lời của Chúa. Lạy Chúa, xin làm cho lưỡi con như mũi tên được Chúa chọn để nói thuộc lòng các điều kỳ diệu của Chúa. Lạy Chúa, xin gửi thần khí xuống tâm hồn con để con ghi nhận, để con giữ lại, để con suy nghĩ trong ý thức của con. Lạy Chúa, xin truyền cho con các tư tưởng thánh thiện, thương xót và trong sáng. Xin dạy con, hướng dẫn con và tái tạo tất cả các lập luận và suy nghĩ của con để lời của Chúa hướng dẫn con, sửa sai con cho đến cùng, và lời khuyên của Đấng Tối Cao luôn giúp đỡ con bởi lòng thương xót vô biên của Chúa. Amen. 3. Các lập luận của một bài giảng. Chủ đề bài giảng là trích đoạn từ sách trong ngày. Anton giải thích nghĩa đen bằng cách thay thế các chữ khó hiểu bằng những chữ để mọi người có thể hiểu. Rồi Anton giải thích nội dung thiêng liêng bằng các so sánh, ẩn dụ, giai thoại thật hay hư cấu lấy từ đời sống hàng ngày, trong thiên nhiên, phù hợp giữa Cựu Ước và Tân Ước. Cuối cùng Anton làm cho người nghe hiểu các bí ẩn và sự thật được triển khai giúp người nghe đặt câu chuyện trong bối cảnh của chính đời sống của mình, để có được sự hối cải cá nhân luôn được đổi mới. 4. Bốn mùa của Chúa Kitô. Sau đây là ví dụ về một bài giảng mà Anton nói đến cuộc đời Chúa Giêsu qua các so sánh được lặp đi lặp lại. Giống như một năm có bốn mùa, đời Chúa Giêsu cũng có bốn mùa tương tự. Trước hết là mùa đông với vua Hê-rô-đê làm cho Chúa Giêsu phải trốn qua Ai Cập. Sau đó là mùa xuân với các bài giảng qua đó các bông hoa xuất hiện, hứa hẹn một cuộc sống đời đời. Và cũng Giêsu phải trốn qua Ai Cập. Sau đó là mùa xuân với các bài giảng qua đó các bông hoa xuất hiện, hứa hẹn một cuộc sống đời đời. Và cũng là mời gọi ăn năn đền tội vì nước Chúa đã đến gần. Và mùa hè là sự thương khó. Chúa Giêsu bị khô héo và đau đớn vì đau khổ. Cuối cùng là mùa thu. Mùa thu hoạch dồi dào. Đó là mùa sống lại. Mùa khuấy động rơm rạ đau khổ. Phủi bụi bặm trên các ngôi mộ. Và nhân tính của ngôi lời. Như men thiêng liêng được đặt trong kho lẫm trên trời. Vinh quang và bất tử. Ở bên hữu Chúa Cha. Trong một bài giảng khác, Anton nói đến thái độ đối với kẻ thù. Trong các kẻ thù của chúng ta phải yêu công việc của Chúa, dù công việc bị biến dạng và nhiễu loạn. Nơi kẻ thù chúng ta phải yêu thập giá của Đấng cứu chuộc. Nếu chúng ta thấy thập giá dính bùn, chắc chắn chúng ta sẽ không thích bùn. Nhưng không vì thế mà chúng ta không trân trọng chiến quả của Đấng cứu chuộc chúng ta. Kẻ thù có gây tổn hại cho mình không? Nhưng Chúa dùng các phương tiện này để làm cho chúng ta không bám dính những chuyện ở trần thế, làm cho chúng ta thăng tiến để xứng công và để chúng ta đền tội ở thế gian này. Mặt khác, anh em phải hy vọng kẻ thù của mình sẽ ăn năn trở lại và một ngày nào đó họ sẽ sống lại vinh quang. 5. Những kẻ vi phạm bị trúng đòn. Chúng ta biết Anton không thiếu can đảm cũng không sợ làm mất lòng người nghe mình. Mỗi người bị chỉnh theo lỗi của họ. Anton vừa nhắm đến những người thầy có ý xấu muốn khai thác người phục vụ mình. Những người cho vay nặng lãi chỉ nghĩ đến tiền bạc của họ và các quan tòa chỉ muốn vét hết túi khách hàng của mình. Quý vị là những người vắt chanh đè bẹp người nghèo, người khốn khổ, lấy hết tiền bạc của họ. Như tiên tri Mi-kha đã nói, các ông lột da khỏi thân người ta và lóc thịt khỏi xương của họ.
với quý vị thật vô ích để nghe lời giảng vì nó không làm cho tâm hồn chai cứng của quý vị mềm lại. Nước mắt cũng không dập tắt tính keo kiệt nuốt chửng quý vị. An Tôn cũng nói đến các tính xấu của giáo sĩ. Nước sốt ngon thức dậy tính ham ăn của họ. Họ thích nói xấu. Họ thấy chẳng có gì hấp dẫn khi cầu nguyện. Họ chỉ thích nằm trên giường. Tôi muốn nói những người làm biếng có một cuộc sống thoải mái trong giáo hội. Trong câu chuyện của họ, chúng ta không nghe tiếng thở than của ăn năn, tiếng thở dài của hối cải mà chỉ nghe tiếng cười, tiếng bông đùa bất lịch sự kèm theo tiếng ợ hơi của cái bụng no nê. An Tôn cũng tấn công các phụ nữ ham muốn và đồi trụy làm suy đồi các thanh niên trẻ và các tâm hồn ngây thơ, phá hủy các gia đình. 6. Hàng ngàn người nghe. Đâu đâu danh tiếng của An Tôn cũng đi trước. Mọi người chờ để được nghe giảng, chúng ta thấy nhà nhà đóng cửa. Công việc ngưng lại. Đường xa ban đêm đầy người. Đàn ông cũng như phụ nữ. Họ đi bộ dưới ánh đuốc. Khi An Tôn đến một thành phố hay một làng nào đều có cả ngàn người chờ nghe ngài. Trẻ con vẫy cành dương liễu và hát thánh ca. An Tôn rất yêu trẻ con. Rồi họ bắt đầu lên đường đi theo An Tôn cho đến tu viện nơi ngài ngự. Sau đó đám đông giải tán sau khi biết ngày giờ và nơi An Tôn giảng. Tùy theo số người đi nghe, hoặc tổ chức ở nhà thờ, và nếu cần thì ở nơi công cộng. Còn giờ thì chọn giờ nào phù hợp với nhiều người nhất. Ban đêm để nông dân có thì giờ sau khi làm lụng ngoài đồng về. Người nghe rất nhiều. Nhiều đến mức họ ngồi chung quanh bục giảng nếu ngoài trời và ở chỗ công cộng. Có khi lên đến cả 30.000 người. Đoạn 4. Các thu hoạch đầu tiên. 1. Hoa quả dồi dào. Nội dung bài giảng. Giảng hùng hồn. An Tôn đã khơi dậy lòng nhiệt thành nơi người nghe. Chỉ còn việc xem hoa quả lời của An Tôn. 2. Trong tấm gương thánh giá. Trong một thời gian ngắn, An Tôn đã mở lòng tất cả mọi người. Dù đông như thế nào, người ta không nghe tiếng thì thào nào dù nhẹ nhất. Tất cả đều say mê nghe các lời giải thích về đức tin với nhiều trích dẫn. Nhưng đến khi An Tôn chỉ trích các thiếu sót, các lỗi lầm của nhau thì nước mắt tuôn rơi, tiếng rên rỉ vang khắp nơi. Chung chung họ buồn khi nghe đến con Thiên Chúa. Họ quay về thập giá luôn hiện diện ở đó dù ở ngoài trời. Chúa Kitô là đời sống của chúng ta. Ngài bị đóng đinh trước mặt chúng ta. Chúng ta nhìn thập giá như nhìn vào tấm gương. Ở đó, chúng ta có thể thấy vết thương của mình nặng đến như thế nào, không một thuốc men nào có thể chữa lành. Nếu đó không phải là máu của con một Thiên Chúa. Nếu chúng ta nhìn kỹ, chúng ta nhận ra phẩm chất con người, giá trị của chúng ta lớn đến như thế nào. Không nơi nào con người nhận ra mình xứng đáng như thế khi nhìn vào tấm gương thập giá. Lời van xin này luôn có cùng một tác động với người nghe, mỗi người cảm nhận được tình yêu bao la của Chúa đã chuộc mình bằng chính máu của Ngài. Và vì thế tìm lại được phẩm giá và tinh tuyền của tâm hồn mình. 3. Trong máu Chúa Kitô. Giai đoạn cuối cùng của buổi học là xưng tội. Các người xưng tội đông đến mức phải nhờ đến tất cả các linh mục trong vùng và các linh mục trong các tu viện mà cũng không đủ. Sau khi trình bày tất cả sự thật cao cả về đức tin, với nỗi lo làm sao chạm đến quả tim người nghe, khơi dậy nơi họ lòng ăn năn, An Tôn chờ họ ở tòa giải tội. Ở tòa giải tội, ướt đẫm mồ hôi và mệt mỏi,
An Tôn dùng sức lực giọng nói còn lại của mình để tiếp tục làm việc và đáp ứng nhu cầu người nghe. Họ cần gì? Họ cần giải hòa với Chúa mà họ đã xúc phạm như người cha của người con hoang đàng tha thứ cho con qua trung gian của vị linh mục, qua quyền năng của giáo hội ủy thác. Trong vai trò người giải tội, sắc bén. Và trong khả năng này, sau khi lượng được tầm mức nghiêm trọng tội lỗi của họ, an ủi lo âu, hối hận của họ trong máu Chúa Kitô và trong vết thương khổng lồ của trái tim Ngài. Và An Tôn đã kết thúc như thế, bằng lời nói thân mật, điều tốt đẹp mà An Tôn đã bắt đầu khi nói trước công chúng. Rồi Ngài xin mọi người hoán cải, chân thành và lâu dài để kiên trì trong quyết tâm của mình. 4. Khi tha thứ lây lan. Tác động của bài giảng và tác động của xưng tội thì đâu đâu cũng có kết quả giống nhau. Những người mà hận thù và thù nghịch làm chia rẽ sâu xa nhất thì bắt đầu nhận ra lỗi lầm của nhau. Những người lấy của cải người khác. Những người cho vay và những người phạm tội khác bắt đầu hối hận và sẵn sàng bù đắp các bất công của mình. Các cặp vợ chồng bất hòa giải hòa với nhau. Những người sống bất hợp lệ tìm cách bình thường hóa tình trạng của họ. Các nhà viết tiểu sử ghi lại một trường hợp cụ thể, bằng chứng cho sức mạnh của ân sủng trong tâm hồn hai người đàn ông đã xa giáo hội. Họ là những người bị cho là người thu tiền mãi lộ quen cướp bóc, giết người khi có cơ hội. Một ngày nọ, không biết làm gì cho khỏi chán, họ đi nghe An Tôn giảng. Sau đây là lời chứng của một trong hai người đó. Chúng tôi nghe từ miệng Ngài những lời nói bốc lửa làm quả tim tôi bừng cháy. Từng lời nói của Ngài như một vạch thẳng đập thẳng vào ngực chúng tôi. Về phần tôi muốn nhận cả trăm vết thương. Với nước mắt, với lời rên than, chúng tôi đến.